sắp đi rồi nè. Bé nói có nguy cơ lớn lớn với là nguy hiểm, với khi có nguy cơ cắt cổ tử cung. Em chào mấy chị. Bên đây về mấy bao vậy? Hàng cũ thông về mấy bao vậy? Đó. Ủa vậy nó kêu ghi có hai bộ đồ thể thao này size 100 kg, hình như hai bộ này nè. Mở đi ra coi thử hả? Lấy thử. Đây hai bộ. Đúng không? Đúng không? Hai trong cái cục hàng đó luôn. Nghĩ sao mà trong cục hàng này? Đây nè, hai bao này nè. Trời ơi, chỉ vậy mà chỉ tiệm hết trời. Biết sao một chai nó kêu thể thao. Hỏi thể thao ba xé không đưa qua chị. Đây. Được rồi. Ý là ai bảo mà chị cái này á. Rồi lấy bộ này 3X luôn. Mở bộ này lấy bộ 3X. Rồi anh ghi nè anh. Thu Phạm không có dấu. Thu Phạm Hồ Chí Minh 789. Một bộ đỏ 3X 300. 300 với 320 mai gửi luôn. Thành phố 189 hả? 789. Rồi. Rồi bộ này 320 nè. Bộ này 300 nè. Bộ này 300 với bộ này 320. 300 320. À, bộ đã nặng dễ sợ. Chào mấy chị nha. Em xin một nút chia sẻ nha mấy chị nha. Xin mấy tiền một. 320 đúng không? Ba bộ set. Hai bộ. Cái đen này là 320 đúng không? Bộ 320, bộ 300, đen 320, kia 300. Cái kia trên này cái gì? Tôi nghỉ bán á nha. Mày chưa bán, chưa bán vô, chưa bán được gì địch một cái phát rồi đó. Ủa, đòi thêm mày nữa. Nè à, vô lấy cho cô Minh Xu Hồng 2 cái size 42 áo vú chống tuột, 2 cái size 42, 1 đen 1 xám. Minh Xu Hồng. Hello mấy chị nè. Trời ơi hôm nay về toàn siêu phẩm. Hôm nay về toàn siêu phẩm mấy chị. Mấy chị chờ em 1 phút 30 giây đi. Màu đen với xám nha bây 42. Bé Lùng nhớ để ghi nha. Không có đọc lần nữa đâu á. Nhớ màu đen với màu xám 42 á. Chứ không ngồi lo cứ giỡn giỡn hát rồi cứ kéo cái lai lên. Kiếm bài kiên hồi cái xả ra cái không nhớ cái gì hết trơn á trời á. Cái này phải màu xám không? Tôi giao bi coi. Có màu nâu. Linh Trần. Ai đặt 3 bộ 100 kg quên mất mẹ rồi. Rồi Phạm Hiền. Phạm Hiền còn thiếu 2 bộ nữa nha. Phạm Hiền này ở đây cũng đâu cũng biết Phạm Hiền là lấy bill 100 kg. Để em kiếm hả? À. Bấm nút chia sẻ đi mấy chị ơi. Hôm nay lên áo thun, quần tây, quần Quảng Châu với lại hôm nay xếp bộ với đầm mà để đi cưới về nhiều lắm. Rồi, Phạm Hiền nè. Hiền Phạm hay Phạm Hiền gì đó. Hiền y ên rồi, yên y ngán nha anh. Hồ Chí Minh 046. Hồ Chí Minh 046, ờ cái đó cũng được. Rồi vô lấy 2 cái 38 màu đen rồi cho Minh Xu Hồng luôn là 4 cái. Nè bây giờ tối nay, ủa cái gì đang like ở đâu mà cứ 43 người không mà trời. Ừ sao 4 ta, 4 cái vậy? Thì 4 cái, cô Minh Xu Hồng lấy 4 cái. 2 cái 38 đen nữa. Sao nó cắt cái đầu tóc của tôi nhìn tới nhìn luôn tôi quấy chứ hàng rồi đó trời. Minh Xu Hồng, chứ không phải Minh Xu Hương. Cái gì vậy? Không có quần tay 95 kg. Cái gì vậy? Em kêu ghê đọc, đọc anh ghi là từ đầu đâu. Ờ, 320. Giờ anh ghi là thiếu 2 bộ nữa. Thiếu 2 bộ nữa. Chưa đủ đâu. Đây, đứng ngày lấy bộ này nữa nè. Bộ đùi này bay. Bộ đùi 250 nghe. Cho Phạm Hiền luôn anh. Cái
quần tây này nó không có size tới 90kg chị, 95 chứ ấy chị. Nó có size tới 90kg thôi. Còn tất cả lại hàng xưởng bên em là đều có size tới 100kg. Ha. Đúng rồi, đã hai bộ là 100kg. Hôm nay thông minh rồi đó. Rồi của Hiền gì thành phố Hồ Chí Minh luôn nè. 250. Anh ghi giùm em thiếu bộ vest vô nữa. Thiếu bộ vest 100kg ấy. Rồi lên đồ cho mấy chị nha. Lấy mẹ này size L đi. Hôm nay em lên cái mẻ đầm ngọc trai mấy chị đi ăn tiệc nè. Cái con đầm ngọc trai này em nói mấy chị nghe ha. Con đầm ngọc trai này nó mê lắm, lấy hết size L nè. À, đầm ngọc trai nè. Tiết ngọc trai với đầm ngọc trai. Đầm ngọc trai là 300 ngàn nha mấy chị nha. Đầm ngọc trai hôm nay là 300 ngàn. Và đầm ngọc trai có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chết mấy chị. Em nói rồi, chết chứ sống không có nổi đâu. Tin chưa? Đầm ngọc trai 300 ngàn. Ở trên đây là một cái lớp ren nha. Cho nên khi mấy chị mặc vô là nó sẽ áp vô da như thế này nè. Ha. Bộ vest quần dài chị đăng trên Facebook. Ngày mai về đó Tiên. Ngày mai về. Ngày mai xếp đó về hổm giờ về. Coi như hổm nó về còn 70 xếp mà không có đủ. Ngày mai về một lượt xong rồi ngày mốt về thêm size L, XL nữa tại không có đủ chia. Con đầm này chị đang đám cưới là chốt con đầm này nha. Con đầm này mấy chị khỏi còn cài áo luôn. Trời ơi quá trời xuất sắc luôn mấy chị. Con này là quốc bằng máy. Con này là cài ngọc trai bằng máy luôn mấy chị. Là nay em sẽ ưu tiên những cái mẫu đầm mà sang chảnh như thế này cho mấy chị. Giá cao hơn 20-30, 50 thì em vẫn chấp nhận nha. Rồi đầm ngọc trai này em có tổng cộng 4 size. Nhưng mà mấy chị ơi, cái con vải bên nhà em nó mê lắm. Vải bên nhà em cực kỳ mê. Ha. À, vải mê say lắm mấy chị. Chị nào chốt đầm ngọc trai chốt giùm em tổng cộng 4 size nha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg mấy chị. Chị nào chốt đầm ngọc trai chốt lên giùm đầm ngọc trai ha. Em lên cho mấy chị một cái bộ thể thao 300 ngàn. Có quần rin mà hôm nay em không có like quần rin mấy chị. Rồi em về cho mấy chị một cái bộ thể thao đỏ LV. Ha, bộ thể thao đỏ LV cũng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Thể thao này là 300 ngàn một bộ mấy chị. Thể thao xưởng nhà em 300 ngàn một bộ 4 size. Chị nào chốt thể thao chốt lên giùm em thể thao đỏ 4 size mấy chị. Thể thao đỏ 4 size. Chị nào chốt thể thao đỏ này chốt lên giùm em thể thao đỏ 4 size. Tại đầm Quảng Châu này đó. Đầm này là tại vì mua trên kho hàng sale cho nên bán ra hàng sale ha. Đầm dài qua gối hết chứ chị Long Phan. Đầm ngọc trai dưới 80kg của Linh Hồi nè. Lấy hai cái XL. Linh Hồi một cái. Hải Nguyên là ai vậy? Hải Nguyên là B. Hải Nguyên là B có biêu á. Rồi 300 của Linh Hồi. Linh Hồi cho xin địa chỉ số điện thoại. Hải Nguyên cho Hải Nguyên 300. Ghi Hải Nguyên nè. Hải Nguyên 300 cho xin địa chỉ số điện thoại. Đây là đầm Quảng Châu nè. Đầm Quảng Châu vải mê lắm gái. Con đầm này đầm phơm tuôn nha. Con đầm này dễ thương. Con đầm này nói chung là vừa dễ thương và sang chảnh. Chị nào mà có bầu hoặc là bụng lớn hoặc là lùng lùng đó, thì nên mặc con đầm này. Nói chung là đầm bên nhà em may cái gì cũng qua gối hết đó. Còn chị nào thích ngắn thì về cứ săn like lên. Chứ đầm nhà em may lúc nào cũng một là tới gối, hai là dài quá gối. Nha mấy chị nha. Không có may trên gối. May trên gối mình mặc mình đứng hỏng một cái lọt đít luôn. Đây. Con đầm này phơm suông của hàng Quảng Châu. Con này là 350 ngàn mấy chị. Hai đầm này 350 nha. Em còn hai con. Anh Tư treo giùm em hai cái đầm này lên. Hai đầm Quảng Châu treo lên giùm em. Hải Nguyên có rồi nè. Linh Hồi có rồi nè. Chị nào chốt đầm ngọc trai chốt giùm em. Đầm ngọc trai này có 3 size. Ha. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt đầm ngọc trai thì chốt giùm em ha. Rồi bộ đỏ thể thao. Mấy chị mà mặc bộ thể thao mấy chị bên nhà em là mấy chị mê. Bộ này 300, đỏ thể thao tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Bé Bi lấy hai cái bộ đỏ XL, đầm ngọc trai XL bỏ ra kia để tối đêm lên phòng nha. Hà Linh Hồi là khách cũ. Đầm Quảng Châu Ngọc Lê vừa, Ngọc Lê 80kg vừa. Mà con đầm này vải em lắm, đầm Quảng Châu là 350 ngàn. Lấy size kia kìa, size này hơi rộng. Lấy size kia cho Ngọc Lê đi, Hải Nguyên. Cái con đầm này dễ mặc đồ lắm nha mấy chị. Và rất là dễ mặc và rất là trẻ trung. À, con đầm này nè.
ừ, Trịnh Lê, Trịnh Lê lấy cái đầm này đẹp nè, đầm ngọc trai size L của Kim Liên, size L, cái con đầm này đẹp lắm, con nó size ba gì mới, con nó lấy sao hả, con size bao nhiêu ít, thấy, rồi con nó lấy cho Hải Nguyên đi 350, đầm ngọc trai nè Trịnh Lê đẹp không, nè khi mặc là cái này nó ép vô người là nó đẹp lắm, Kim Liên, của em đang Kim Liên á, của mấy Bi là Kim Liên á. Đẹp lắm mấy chị, đẹp lắm Trịnh Lê. Nhưng mà vải nhà chị Yên, cái phơm vải này, cái phơm vải này mấy chị cầm vô cái phơm vải này đã lắm. Nó là bully mà bully hàng loại 1 luôn á mấy chị ha. Cho nên là mấy chị mặc cái con đầm nhà em mấy chị mê say lắm. Mặc con đầm nhà em mê say luôn ha. Đây mấy chị ơi, 4 size. Vẫn là 4 size như mọi ngày, tay cũng đẹp nè. Tay cũng đẹp, tay đắp lá giống như tay lá sen á mấy chị. Nói chung là toàn diện. Con này phải dùng một cái từ là toàn diện nè mấy chị. Con đầm này toàn diện. Con đầm này toàn diện mấy chị ơi. Đầm ngọc trai. Chị nào chưa chốt đầm ngọc trai nhà em thì tranh thủ chốt đầm ngọc trai nhà em ha. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Con tiếp à, con hỏi bỏ một lại. Rồi lên cho mấy chị cái bộ này chưa biết nó là cái gì luôn. Để em coi nó là cái gì về mấy chị. Cái gì và giá bao nhiêu ha. Set quần váy. Cái này là set quần váy nè. Set quần váy này là 240 ngàn. Mấy chị lưu ý giùm em set quần váy này nha. Set quần váy này là 240 ngàn. Set quần váy. Chị nào chốt xếp quần váy chốt lên giùm em nha. Đây mấy chị, bộ này là hơi bị xinh và dễ thương. Xếp quần váy này 240 ngàn. Chị nào chốt xếp quần váy mà kiểu giống như yếm á, chốt giùm em cái này nha. Cái này là XL cho em thử nha. Xét quần váy này xinh nè mấy chị, để lại một set mặc nha. Xét quần váy này xinh mấy chị, để mấy chị mua một bộ mặc nè. Áo này rất là hay nha mấy chị nha. Cái con áo này cái mẫu hay lắm. Cái con áo này mẫu mã rất là hay. Em á là 8 mấy ký. Đầm ngọc trai 300 Thúy Vi. Em là 8 mấy ký nhưng mà em thích mặc ôm á mấy chị. Cho nên lúc nào em cũng mặc thấy L hết đó. Chứ nếu mà 88kg như em là mặc 2X. Nhưng mà mấy chị biết sao không? Em thích mặc ôm á. Cho nên em mặc size gì cả cha em. Chủ yếu mấy chị coi cái form giùm em thôi ha. Mấy chủ yếu mấy chị coi giùm em cái form. Kèm với quần váy ở dưới nè. Ở bộ này hơi bị xinh và trẻ trung. Bộ này xinh và rất là trẻ trung là bộ này nha. Bộ này mấy chị chốt giùm em bộ caro ha. Nó là đầm á chị. Nó là đầm ngọc trai á chị. Đầm này đẹp. Rồi bộ caro size 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt bộ caro này chốt giùm em bộ caro ha. Để em quăng hai bộ vô kia cho. Chưa. Cái này chưa nè. Cái này chưa, để lấy thêm bộ này để chị mặc. Có để nó chụp rồi chị lấy bộ này lên chị mặc. Bộ caro. Bộ caro là cũng bốn size nha mấy chị. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Sáng mai cũng làm bill nha mày. Xong rồi mới đi khám bệnh tại chiều Bắc Hoàng mới làm. Rồi bộ caro. Chị nào chốt bộ caro chốt lên giùm em caro ha. Caro mấy chị. Bỏ tiếp cái này rồi. Để kéo cái lục. Mấy này có cái đời nào. Nè kéo có rồi. Có kéo rồi con không? Được rồi các. Đi rút tay lỡ. Có áo hôm nay có áo gì chị? Thì tình nào còn 95 tí. Gì? Gì anh?
Tân Ngọc là 95kg. Nó báo giùm em, nó báo với em là về xếp ngọc trai. Nó báo với em là về xếp ngọc trai mấy chị ha. Cái xếp đây thì tiền nó nhỉnh hơn mấy xếp kia một tí xíu. Xếp ngọc trai. Xếp ngọc trai là bán nhiêu vậy không? Xếp ngọc trai là 260.000 mấy chị. Xếp ngọc trai là 260.000. Chị nào chưa chốt xếp ngọc trai thì hôm nay chốt giùm em xếp ngọc trai nha. Xếp ngọc trai 240.000, có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt xếp ngọc trai chốt lên giùm em xếp ngọc trai 4 size nha. Xếp ngọc trai này 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt xếp ngọc trai chốt lên giùm em ha. Xếp ngọc trai tổng cộng 4 size mấy chị. Tổng cộng 4 size giùm em nha. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Ai làm gì làm, chứ hôm nay tôi thấy tôi mất hết 2 bộ đồ rồi đó. Ừ, ai làm gì làm, chứ hôm nay tôi thấy tôi mất hết 2 bộ đồ đó. Xếp ngọc trai lưu ý là, ủa trời, mấy ông mấy chị ở bên đây đi đâu hết trơn hết trời ơi trời. Xếp ngọc trai vải đẹp lắm nha, 260.000. 260.000 xếp này ha. 260.000 xếp này mấy chị. Hơi bị đẹp và xuất sắc. Trịnh Lê lấy xếp này đi, Trịnh Lê dễ thương. Vừa dễ thương mà vừa sang chảnh. 260.000. 260.000 mấy chị ơi. Chỉ có 260.000 một cái set thôi. Chị Minh Xu Hồng hồi nãy có lấy hai cái áo vú 38 chưa? Mới lại có lấy 2 cái, mà cho em không biết. Lấy tất cả 4 cái mà. Là 4 cái đúng rồi. Ý là sao 38 được 2 cái. Rồi vô lấy hai cái áo chống tuột màu màu nâu hồi nãy, nếu có màu tím thì lấy màu tím nha. Đen với tím 44. Đen với tím 44 cho cao mỹ lệ. Ở sau lưng là đầm á chị. Ở sau lưng là đầm á chị Nguyễn Tâm. Kiều Nguyễn xếp ngọc trai 70kg của Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn xếp ngọc trai kìa kìa. Không có đâu chị. Không có, em cũng để đôi lúc là những cái vải mình thích á. Cái là những cái nè. Cái ngọc trai 26 không? Đúng rồi, 26 của Kiều Nguyễn. Rồi bây giờ lên quần tây với mấy chị nha. Lỡ lỡ trót dài mấy chị không có đậm đà với hàng xếp hôm nay. Ngày nào mà coi như đồ mà về đầy đủ ok là ngày đó hầu như bán không được ha. Rồi bây giờ lên áo thun cho mấy chị nè. Rồi với thun sọt ở sau nè. Yên ơi cho em xem xếp ngọc trai hả chị Trái Tim Minh nè. Đưa đưa đây em ơi, đưa đây. Đưa cái xếp đó cho em cho khách coi, lấy cái xếp này nè. Cao Mỹ Lệ. Cao Mỹ Lệ đâu cho chị coi. Rồi Cao Mỹ Lệ. À, cái 320. Cái Nguyễn này đâu lắm mà nó mua mà. Dạ sao? Ba kêu không mua mà. Ai đó? Ai đó? Lễ mà coi rồi sao? Dạ TV 74kg chị TV. TV khách mới bên em hả? Bên em phải coi giãn mịn lắm nè chị Vy. Chị Vy coi em bộ đồ nè. Coi giãn rất là mạnh luôn. Thế ngọc trai của Thúy Vy nè, con nhắn tin cho cô Thúy Vy. Nè chị coi cái tay cũng dễ thương nè. Mà đường chỉ đường vải rồi ok lắm chị Vy. Mà bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Bên em cho đổi trả ha. Nay về nhiều set. Nay về hai set đẹp lắm. Hai set cũng đẹp mà đầm ngọc trai cũng đẹp ha. Đây. Có vừa chị Trái Tim Minh là 80 hay 85kg. Có 4 size mà. Nhà em lúc nào cũng 4 size hết á chứ. Nhà em lúc nào cũng 4 size đầm ngọc trai. Vải đẹp lắm chị, cái tay cũng đẹp nè ha. Đầm ngọc trai 4 size. Rồi Thúy Vy XL nè, 260 của Thúy Vy. Nè, hôm nay về đầm ngọc trai nè. Cái xếp ngọc trai với cái đầm ngọc trai đẹp lắm chị Nguyễn Trang Trang. Nguyễn Trang Trang Gò Vấp nè, 260 của Nguyễn Trang Trang. 260 của Nguyễn Trang Trang. Đầm ngọc trai cũng đẹp mà xếp ngọc trai cũng đẹp. Nói chung là xuất sắc chị Trang. Hơi bị xuất sắc luôn. Cái ngọc trai này bữa nào em sẽ cho may một cái đầm công chúa phôm xòe. Và ở giữa cái bát này nè, em sẽ cho gắn ren và em cho bát hết một chai giữa bụng luôn. Thiệt. Và em làm nó, em sẽ làm cho nó một cái tay lỡ xẻ để cho đi tiền. Em bữa nay em sẽ tận dụng tất cả các phối. Ít L của Nguyễn Trang Trang luôn mấy ơi. Hôm nay em sẽ tận dụng tất cả các phụ kiện ha. Đúng rồi 44. Áo vú nghĩ là cao Mỹ Lệ 44 hả Bi? 300.000 của chị Nguyễn Trang Trang. Hôm nay bộ thể thao đỏ về cũng đẹp.
Tết cũng đẹp ha. Chị Hiền Trương đây nè, tại vì chưa có áo đá cho nên chưa dám gửi bill chị Hiền Trương. Chắc ngày mai phải gửi trước qua. Chắc ngày mai phải gửi trước đó chị ha. Gửi trước để em đi bệnh viện coi thử có nhập viện không, có gì áo cứ về thì em để chị sau. Đầm ngọc trai nè chị Hiền Trương, hôm nay đầm ngọc trai về cũng đẹp nè. Nhưng mà vải đẹp lắm mấy chị tin em đi. Chị Vy cho em inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Đây mấy chị, đây là đầm ngọc trai nha. Và đây là bộ, đây là xếp ngọc trai, đầm ngọc trai 300, xếp ngọc trai 260.000. À, xếp ngọc trai nhưng mà vải á mấy chị, cái vải này mấy chị đụng vô mê lắm. Đụng vô là mê, mê ly luôn. Đây, đây là xếp ngọc trai ha. Còn có một bộ này về nữa nè, bộ này là em đưa lên chị Kelly Nguyễn mê. Em hứa chắc luôn, em đưa bộ này lên là Kelly Nguyễn sẽ rất là mê luôn. Bộ này là Kelly Nguyễn, đẹp lắm. Nè bộ này khi mặc lên rất là cưng nha. Khi mặc lên mấy chị không hở nách, không có bị gì hết trơn á. Cái kiểu nó vậy đó. Xét ngọc trai của Hiền Trương ít lên lời. Hiền Trương có bill, mai gửi bill Hiền Trương đây. Còn thiếu gì tính sau, 260 của Hiền Trương. Đây nè mấy chị, cái xét quần váy này bao đẹp. Con này 240, bộ này 240 giùm em ha. Bộ này 240.000 giùm em. Chị nào chốt cái xét quần váy này chốt giùm em 240.000. Đầm dài em có đầm ngắn tay hồi nãy, còn một cái đầm hàng Quảng Châu nữa xanh là đang ngờ. Bộ mới cầm luôn, bộ mới cầm luôn là bộ caro đúng không chị Hiền Trương? Rồi thêm 240 cho Hiền Trương nè, 240 cho chị Hiền Trương nữa. Bộ thể thao đỏ, đâu bộ thể thao đỏ nãy rồi. Đây là bộ thể thao đỏ mới về nè chị Hiền. Chị Hiền có lấy luôn không? Nào hôm nay em lên quần tây nữa nha, quần tây với áo thun ha. Bộ đỏ thể thao có tổng cộng 4 size, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Chị nào chốt bộ đỏ thể thao này chốt giùm em ha. Bộ đỏ thể thao LV 4 size ha. À, cho xem lại xét ngọc trai nhìn mê mà cái tay tôi đô như tay đàn ông. Chị mặc bình thường đi chị, chị đừng có suy nghĩ tới cái độ đô đó ha. À, có quần rinh nhưng mà hôm nay chị chưa lên quần rinh Kim Anh ơi. Đợi mai được không? 31 chứ mai chị đi bệnh viện rồi. Bộ chín tóc này đẹp lắm chị Thanh Thảo Nguyễn. Bộ này chốt là mê. Trời ơi đồ đi tập gym về không kịp, chị nó hẹn em vậy á. Mình còn áo khoác của Huy Hòn không? Hôm trước chị đặt bên mà thích chất liệu vậy. Áo khoác của Huy Hòn là sao? Áo khoác, bộ này là có size chị Hương Nguyễn nè. Bộ này với đầm ngọc trai có size chị Hương Nguyễn. Nè đầm cũng tay này mà xếp cũng tay này nha. Trời ơi bộ này vải đẹp lắm chị Thanh Thảo Nguyễn. Khi mấy chị mặc lên cái chỗ đây nè, nó sẽ bám vô da rất là đẹp. Cái này là em đính máy nha, cho nên là ok lắm, không có rớt ha. Còn đầm ngọc trai hôm nay về cũng mê say luôn mấy chị. Mà vải đẹp lắm. Nếu mấy chị cầm cái đầm xưởng em với cầm cái đầm xưởng người ta là một trời với một vực. À, em nói nhẹ nhẹ một trời với một vực á. Dạ quần chín tóc gì Kali Nguyễn. Rồi Kali Nguyễn là 260.000 của Kali Nguyễn. 260.000. Rồi bây giờ lên áo thun nè. Áo thun còn cục này hả con? Rồi áo thun này là size hay lắm, 65-100kg vải mê say. Dạ chút để hồi trưa là một cây cao thì nè, mấy bây giờ chỉ còn nhiêu đây thôi ha. À, Kali Nguyễn đi đi chưa? Hồi sáng đi chưa? Vậy họ chưa có biêu. Rồi bây giờ lên nha. Rồi bây giờ lên cho mấy chị nè. 65-100kg mà mấy chị coi cái chất vải nè. Ôi đừng có cái đi kiếm đâu xa hết trơn á. Đừng kiếm đâu xa, kiếm ý yên là hàng hóa đầy đủ ha. Rồi con này tay dài. Con này chốt giùm em sọc đen cà phê sữa. Ngọc Châu thành phố ZL nè. Trừ bill của Ngọc Châu ra chưa vậy? Rồi Ngọc Châu 260 của Ngọc Châu. Xếp Ngọc Trai. Con này là chốt giùm em sọc cà phê sữa với đen. Con này chốt giùm cho em là sọc vàng với đen. Con này là sọc vàng với đen mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Con này là sọc xám với đen. Lên tiếp cho mấy chị, con này sọc xám với đen. Cái ngọc trai của Nguyễn Ngọc Thảo là size L. Rồi cái này là sọc xám với đen mấy chị. Đây là sọc xám với đen ha. Dạ để em đưa chị Thảo coi lại. Thảo chờ em chút. Khách chốt cũng gần hết rồi chị, chỉ còn size lớn. Cái con áo sọc này trời ơi vải đã lắm mấy chị. Con áo sọc này 180.000 nha. Vải đã mê say lắm chị ơi. Em nói mấy chị con này ha,
chỉ còn mặc quần sọt rin, quần lửng. Nói chung là mê say lắm mấy chị, phải mê lắm, phải mê sọt vàng 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 đen. Chốt giùm em con sọt trắng đỏ, chốt giùm em con hồng ruốc đen, chốt giùm em con sọc trắng đỏ, và chốt giùm em con xám đen đang mặc. Đây là con xám đen đang mặc nha mấy chị. 180, còn mấy cái đó là hết rồi đó. Chị nào 100kg bao vừa bao đẹp, lên lại xếp bộ cho chị Thanh Thảo Nguyễn coi ha. Một xếp ngọc trai 70kg của Thơm Đạn gần hết rồi nha mấy chị nha. 260 của Thơm Đạn. Xếp này vải đẹp lắm chị Thơm, đầm ngọc trai cũng đẹp mà xếp cũng đẹp. Đây là xếp này chính tất nè ha, xinh lắm, xinh rất là xinh luôn chị Thảo. Đây Mai Nguyễn Thường Chi lấy trắng đỏ 180 của Hiền Trương nè, lấy xếp ngọc trai 80kg của chị Hà Mi Nguyễn. Hà Mi Nguyễn 260, Hà Mi Nguyễn 260. Bộ này đẹp lắm chị Thảo ơi, bộ này chị Thảo ơi rất là đẹp luôn, cái tay cũng đẹp nè ha. Đây coi như là bao xinh luôn, khi mấy chị mặc vô nó sẽ áp lên cổ như thế này nè. Áo phông kẻ ngang mới vừa mặc đúng không chị? Nhiều màu lắm. Thứ nhất là xám đen em mới mặc mà Chu Lương. Cái này size Chu Lương vừa nè. Nhưng mà vải này mà Chu Lương nhận về là mê, mê lắm luôn, không phải mê thường. Xám đen. Cái này là cà phê sữa đen, là con cà phê sữa đen cũng đẹp. Đó, sọc Bùi Huệ. Bùi Huệ sọc đen cà phê sữa của Bùi Huệ nè. Bùi Huệ còn cái cuối cùng nè, 180 của Bùi Huệ. Là bây giờ lấy size bay như mấy bữa, hay là lấy size XXL, size XXL còn cỡ dưới 90-92kg, mà size mấy bữa chị mặc là size 100kg, chị muốn lấy cái nào? Đọc dùm tin nhắn của Xuân Phạm ơi, xếp ngọc trai 260. Rồi ngày hôm nay giờ xếp đẹp lắm Ngân ơi. À là cái dòng áo khoác từ hồi bữa giờ bán 220 chứ gì phải không? Là cái dòng áo khoác từ hồi bữa giờ bán 220 mà sale còn 180 á, đúng không? Thích lấy màu gì? Áo sọc 65 đến 100kg. Đây xếp ngọc trai mấy chị, đây là đồng này. Xếp ngọc trai là 260.000 Lan Quyên ơi. Hả? À. Đâu có Hà Bình Nguyễn không? Cái cà phê sữa khách lấy rồi. Bây giờ chỉ còn sọc xám đen, sọc vàng đen, sọc trắng đỏ, sọc hồng ruốc. Hồi trưa em thử cái này nè, hồng ruốc đen và một cái là vàng đen, cà phê sữa hết rồi. Thử cho mấy chị cái hồng ruốc đen nha. Rồi mấy con này mấy chị mặc cỡ nào vô cũng trắng hết. À, mấy cái này mấy chị mặc cỡ nào vô cũng trắng hết trơn. Nguyễn bị màu vàng bự mà. Ngày mai ra bill nào một xếp ngọc trai. Xuân Phạm xếp ngọc trai nhiêu ký? Em nói mấy chị là mấy con đây mấy chị mặc xinh lắm. Mấy con đây mấy chị mặc với sọt đã lắm, vải đã mê lắm mấy chị. Vải sung sướng cuộc đời lắm. Con này là hồng ruốc đen này. Con này hồng ruốc đen nha. Con nào vải cũng đẹp mấy chị ơi. Con nào vải cũng đẹp. Xuân Phạm lấy tay gì? Xuân Phạm lấy áo khoác gì nè? Xuân Phạm lấy áo khoác màu gì? Và Xuân Phạm lấy bộ xếp ngọc trai là size gì? 7L đúng không? Cái này là hồng ruốc nè. Mà cái con mà em mặc trắng mà em không dám mặc là cái con trắng đỏ nè. Cái con vàng cũng đẹp. Hiền Trương hồng ruốc nè. Hồng ruốc của Hiền Trương nè đó. Bởi hồng ruốc của Hiền Trương nè. Rồi em mặc cho mấy chị khoan, con ha. Khoan. Chu Lương cà phê xe thôi lên hết có không? Đó rồi, trả lời nãy giờ mấy lần rồi. 180 á Lan Quyên. Mà con vải này mát lắm. Rồi em mặc thử cho mấy chị con vàng đen nha. Trời ơi vải này mát mê mấy chị. Sọc xanh lá bà nội chưa có. Để em dặn ở trên đó còn không cỡ mười mấy cái ở trên đó em lựa em để cho. Sư phẩm hôm nay xếp về đẹp lắm bà nội. Hôm nay đầm ngọc trai đi tiệc về cũng đẹp. Rồi lên cho mấy chị con vàng đen nha. Con này mà sáng. Ủa chị Thanh, hôm nay có quần rinh ngố, hôm nay có quần lửng em. Hôm nay có quần tay về. Mà chốt cho chị Thanh Thảo Nguyễn đi. Nãy giờ chưa chốt. Thanh Thảo Nguyễn 260 xếp ngọc trai. Thanh Thảo Nguyễn đâu? Thanh Thảo. Không, chị Thanh Thảo Nguyễn. Gì? Không. Chị Thanh Thảo gì 100kg ở trên á. Nãy giờ kêu chốt xếp ngọc trai mà quên mất mẹ luôn. Thảo Beo, hả? Hay là trên này là nãy giờ không kêu thấy. Thanh Thảo Nguyễn mà cái gì Thảo Beo.
Anh kéo lên đi, chị Thanh Thảo cứ lấy xét 92kg đó. 92kg là chỉ có thảo beo thôi chứ lại có Thanh Thảo Nguyễn. Chị Thanh Thảo Nguyễn kêu cho coi Thảo Beo, à Thảo Beo đây, đổi lại Thảo Beo, Thảo Beo. Rồi Thảo Beo 260 của Thảo Beo, Thảo Beo, Thảo Beo. Em lấy một xét 68kg nữa. Là lấy xét ngọc trai hả chị? Rồi lấy thêm cho Kim Liên một xét ngọc trai. Ôi, cái xét ngọc trai hôm nay đẹp lắm. Rồi Kim Liên 260 nè. Kim Liên nè. Mai Quách vàng đen. Rồi Mai Quách 180. Mai Quách địa chỉ xuống rồi. Mai Quách em nói với mấy chị là mấy con này mấy chị mặc sọt đẹp lắm. Mấy chị tin em đi ha. Mấy chị làm ơn tin giùm em giùm cái đi. Mấy cái con này vải mê lắm Thủy nè. Đã không? Không sợ đứt luôn á. Rồi Bích Thủy con vàng. Lấy điện thoại này vô cái ừ. Bích Thủy lộn là giùm em nha. Nè nè Bích Thủy nè. Sao nó đang chỉ nhắn tin anh ở đây. Cái bì đó sao. Nãy giờ rảnh hai em xong ấy. Giờ mới có khách mới mới inbox được. Bích Thủy đi chữ Bích Thủy lên trước đi. Vậy em chỉ có cái đợt sau này thôi chị. Em chỉ có cái đợt 8 màu áo sau này thôi. Xuân Phạm kìa. Xuân Phạm lấy XL nè. Tiết Ngọc Cai gần hết rồi nha. Nè Xuân Phạm XL. Mai Quách 75 vừa. Nè còn một cái nữa tôi thử là mấy chị. Nè còn đây là cái là cái xám đen nè. Con này là xám đen. Con này là xám đen. Ha. Còn hồng không? Còn hồng nguyên dạng dạng. Không Thủy ơi, không Thủy ơi. Nó còn một cái cục hàng ở trển á. Nó còn một cái cục hàng ở trển. Chắc ngày mai đi lấy, đi bệnh viện về ghé luôn á mấy chị. Đây đây mấy chị, còn một con xám đen. Còn một con xám đen và một con đỏ trắng nè. Em thử con đỏ trắng là mấy chị chốt một cái bẹt liền nè. Em nói thiệt luôn. Em mà thử con đỏ trắng là mấy chị chốt một cái rộp liền. Ngoài đây có chị Mai Quách. Trời xin số điện thoại với địa chỉ. Dạ chờ chút. Nè còn xét ngọc trai size của chị Ngọc Mây Trắng là để luôn nè. Nói thiệt luôn á, coi cái tay nè đẹp không? Trời ơi, khi chị mặc nó áp cái này vô da đẹp lắm nha. Xét ngọc trai này 260 ngàn, coi thử dưới đây còn xét nào. Nè còn xét của chị Ngọc Mây Trắng nè, 260 kèm với quần chín tất chị. Kèm với quần chín tất là xét ngọc trai này nha. Chị nào chốt xét ngọc trai thì chốt giùm cho em. Tay L còn đúng một bộ này nè. Ha. Rồi áo này là trắng đỏ. Chị nào chốt trắng đỏ, chốt giùm em trắng đỏ. Xét trai 3X của Bích Thủy. Bích Thủy mới vô sao vậy? Rồi Bích Thủy luôn á. Nè Bích Thủy 200 trời ơi cái con xét ngọc trai này vải mê lắm Thủy. Tao đang cho mây đầm phơm dài đi tiệc. Đính ngọc trai ngay eo, ngay nách luôn. Tao cho đính hết. Rồi chốt giùm em con mã đỏ trắng mấy chị. Rồi chốt giùm em con mã đỏ trắng. Nè mấy chị ơi, con mã đỏ trắng 65 đến 100 kg, con mã đỏ trắng 180 ngàn. Con này mấy chị mặc quần tây, mặc quần lửng, mặc cái gì cũng đẹp. 180 ngàn mà hết hàng. Đây, nói chuyện với chị, nói chuyện chị với em luôn nè. Dạ alo. Dạ, có lấy đầm ngọc trai không? Rồi, có lấy xếp thể thao đỏ không? Dạ. Dạ. Chị có lấy áo thun không? Cái đó cái gì vậy? Bích Thủy. Đẹp ở đây. À, áo thun mà sắc nát hả chị? Áo thun trắng hả? Dạ không có. Dạ không có. Để bữa nào em kiếm thử, để em kiếm hàng xuất thử có không nha chị. Dạ. Rồi lấy cho chị xếp ngọc trai nè. Chị Thúy Nhà Bè. Lấy cái đầm ngọc trai 2X đây. Rồi Thúy Nhà Bè nè. 260 với 300 của Thúy Nhà Bè. Áo 108 còn 2 cái, 2 món à. Nguyễn Thao, một xếp ngọc trai 76kg. Em thấy cái lô bên này cũng đẹp lắm Xuân Phạm. Nè hôm qua còn một cục áo khoác đỏ mà không biết. Sáng nay tao khui mấy trăm cái áo khoác bơm ra có được một cục hàng áo lạc áo khoác đỏ. Lùng lấy áo khoác đỏ lại luôn. Cái gì? Xếp ngọc trai của Nguyễn Thao. Xếp ngọc trai 76kg của Nguyễn Thao. Đây Nguyễn Thao nè. 260 của Nguyễn Thao, coi thử Nguyễn Thao nè. Đừng lên nhắn tin gì hết trời. Bỏ sau lưng bớt đi bé Bi. Bé Bi, dầu của bệnh bớt đi con. Đây đây, mua đây.
thu lương đấy em rồi nè. Ghi dùm Mai Quách nè, Mai Quách rồi có bao dùm quả nào? Hàng này Mai có 546. Mấy chị chờ em chút xíu. Khách nhắn tin là lấy xếp ngọc trai. Xếp ngọc trai đổi size cho Thảo Beo nè. Thảo Beo lấy size 100kg. Thảo Beo lấy size 100kg. Rồi Nguyên Thao có địa chỉ số 1 chưa? Đây. Rồi Thảo Beo nè. Ủa? Khách cũ rồi. Khách cũ thì... cái cổ trọng tay thôi. Cho xin được. Muốn xin rồi. Xin no vào năm 2019 rồi. 2019. Hôm qua chị nào chưa lấy áo khoác đỏ này, hôm nay lấy nha. Size 70-100kg. Chị nào mà mặc cái con khoác này mấy chị thoải mái lắm luôn á. Quy hòn. Bữa giờ mấy chị chưa có con này, không có huy hoàng chị ơi, con này là chị Nguyễn Kho Thao ơi, chị vô em inbox cho chị rồi trước cái bill chị trước á, vô inbox cho chị cho địa chỉ số điện thoại chị ơi. Đây nè mấy chị, con khốt đỏ, con này vải êm lắm nha chị nè, con này là vải lụa mềm nè, con này là lụa mềm của Xuân Phạm nói nè. À đúng rồi, trong cái lô Quảng Châu nó có hai lụa, một lụa mỏng mềm mượt và một lụa hơi cứng hơn. Đó thì Xuân Phạm lấy bao nhiêu cái em lựa cho Xuân Phạm. Và bữa đó Xuân Phạm lấy cái nào rồi, nếu không đúng mẫu tôi cho trẻ lại. Ok chưa? Mà lấy con đỏ này, đỏ nè, xanh ngọc nè. Nói chung là trong cái cây lụa đó, trong cái cây tổng cộng 8-9 mẫu áo khoác là nó có khoảng cỡ 4 phong lụa, 4 mẫu là lụa thì tôi lấy cho Xuân Phạm. Ok thì em lấy cho, không đúng em chịu trách nhiệm trả tiền lại cho chị. Có màu đen luôn chú Lương, có màu đen luôn. Khoác khoác bữa nay có nhiều màu lạ lắm, có đen, có xanh rêu, có xanh, có xanh nhớt, có xanh đen, có xanh ngọc, có hồng ruốc, và nói chung là có màu tím, mà màu tím hổng giờ là mấy chị chuộng nhất. Nhưng mà cái màu mà lụa mịn á là cái này, lụa mịn là đỏ nè, xanh ngọc nè, hồng ruốc, là ba màu đó là lụa mịn nè. Tôi đọc mấy màu lụa mịn luôn nè, đỏ, hồng, hồng ruốc, hồng hồng nhạt á, hồng hồng nhạt rút rút á, xanh ngọc, vàng bơ, hồng ruốc đậm, với hình như có một màu xanh, có một màu xanh nữa. Lấy em cái đen size to nhất, lấy cục màu đen này, lấy cái cho chú Lương. Chú Lương inbox địa chỉ số điện thoại. Màu xám là không lụa mà màu xanh ngọc lại mát, đúng không Xuân Phạm? Tôi nói đúng không? Rồi bây giờ chị lấy mấy màu nữa, tôi trừ hai màu đó ra nè. Giờ Xuân Phạm chốt cái màu đỏ 108 trước đi. Xuân Phạm chốt cái màu đỏ 108 đó đi. Màu đỏ là lụa, lụa mịn nha nè, màu đỏ Lương, là lụa mịn. Chu Lương cũng lấy gì nữa nè, Chu Lương cái màu đen báo rồi. Dạ báo rồi chị Lan, Lan Anh Ngờ nè. Bộ này chị Ngọc Mai Trắng chưa có nè, bộ này mới về, bộ quần váy, quần váy caro. Bộ này chị Ngọc Mai Trắng chưa có nha. Xuân Phạm nè, đây chị, bộ này xinh. Bộ này em biết một điều là rất là xinh, xinh và rất là dễ thương là bộ này. Chốt giùm em bộ caro 240. Rồi 180 sale hết cho 180 hết nè. Chứ sáng đẩy đi lỗ phải 100.000 cái luôn. Sáng đẩy nguyên một cái lô đi luôn thôi, đổ lỗ mà lỗ đứt ruột luôn. Mấy bà này cứ gửi bill xong kêu còn ở ngoài. Bỏ nhét cho nó kỹ kỹ rồi chạy hồi còn bỏ bill nữa. Đây đổi ra. Đây đây. Bỏ cho nó gọn lại. Bỏ ngược vô một chai lọt cho rớt mà. Đây là gì rớt vậy? Đó, ý mình nói mình sợ. Để ông bác để em nói anh là lúc là em like anh đừng có đưa mấy cái tin này cho em. Cái con người em đã nóng nảy rồi, đưa vô ngồi đọc á. Để em lấy cái chị Xuân Phạm ba cái.
quần đang mặc còn còn mấy cái á. Cô Lương nãy lấy cái đèn đâu? Đang chọn kìa. Quăng ra cho anh rồi mà nói gì vậy? Đang đưa cái tự nhiên cái đang khách nhắn tin này. Đâu phải cái tin nhắn bây giờ. Tưởng đâu cái tin nhắn của chị Thao gì cứ đọc thử. Cứ bây giờ khách đang like mà cứ đưa những cái tin nhắn mà bực bội vô đọc không à. Áo huấn luyện miệng còn cỡ 4 màu. Nhưng mà em nói chị Hoa Tươi Xuân Hoa chứ chị lấy 8 màu nó cũng xem xém 9 với 10 rồi chị. Nhưng mà toàn màu đẹp. Thật sự là toàn màu đẹp mà em bây giờ em bỏ cái lỗ cái lô cái 300 sao là em bỏ mấy chị vậy luôn. Lỗ rất là nhiều luôn. Lê Thảo. Xuống dưới lấy cái bàn bơ cho Lê Thảo đi. Nè bí bí ơi, ở dưới đó rút cái gì? Một cái xanh ngọc, một cái hồng hồng nhẹ. Hai xanh ngọc, hồng nhẹ, vàng bơ lên đây. Đưa về kiểm tra. Lại rút cái xanh nhớt phía dưới của thử có phải lụa không? Cái màu bò ở trong rồi rút thứ một cái đi. Rồi Lê Thảo cho em ba số điện thoại đuôi sau. Điện thoại nhắn tin đổi cái gì nữa vậy ông? Xả cái gì của Bích Thủy, đọc tin nhắn xả cái gì của Bích Thủy nữa kìa. Còn cái gì như bên này có không biết. Con này không phải lụa nè. Rồi Lê Thảo 2, Lê Thảo 154. Con có đem mấy cái màu gì đọc lên trước đi. Thì đem mấy đá lên đây đây trước đi. Đang chờ để kiểm tra lụa với lấy cái chốt với Lê Thảo mà. Anh Tư rút giùm em cái hồng rút với xanh ngọc giùm em ơi. Hồng rút xanh ngọc là em có rút cái mã bò vô, rút cái mã bò trong góc nữa. Nè vàng bơ nè. Vàng bơ của Lê Thảo nè. Vàng bơ của Lê Thảo. Ờ của Xuân, Xuân Phạm mới có một cái màu đỏ thôi phải không? Xuân Phạm mới có một màu đỏ thôi phải không? Cái hồng rút này cũng lụa nè. Tập mới đưa lên xong đó chị. Này không phải. Bàn bơ của Lê Thảo có chưa vậy? Bàn bơ đưa ra của Lê Thảo chưa? Có rồi. Rồi con này nữa nè. Rồi Xuân Phạm. Đây, được Xuân Phạm đây. Rồi Xuân Phạm được hai cái, lấy hai cái đi. Em có cái màu này hôm nay về đẹp lắm nè mấy chị. Cái màu này về hôm nay đúng đẹp luôn. Nói chung là bữa giờ cũng có rồi nhưng mà hôm nay về thêm mấy cục quá mấy chị. Gu xì đã. Con này là giống như xanh nhớt á. Con này xanh nhớt. À, tin nhớ nè, bỏ áo khoác lại, cất vô lại góc kia đi. À, Thu Phạm Vũng Tàu. Màu đen hơn. Ba xe 36 có không, vú á. Đâu? Thu Phạm Vũng Tàu. Mới nhắn tin lên hả? Mới. Kêu có đi, trả lời có đi. Ba cái. Ba màu. Trắng, đen, tím. Rồi để lưu lại. Chờ kêu hàng em. Con này là mã cà phê. Con này là mã gì ta? Màu này màu gì vậy? Mới chỉ kêu màu bò. Bò đâu màu bò. Này không phải màu bò. Màu này là cacao. Màu này giống như màu cacao á mấy chị. Màu này là bữa giờ mấy chị chưa thấy nè. À, màu này giống như màu da mà màu da đậm á. Cacao. Màu cacao. Cái này là hồng rút nè. Cái này là hồng rút nhẹ nè. Đó. Nói chung là mấy con màu này mê lắm mấy chị. Con màu này rất là mê. Mấy cái này rồi chồng hết lên kia. Đây đầm ngọc trai. Vậy nào chưa chốt đầm ngọc trai thì chốt giùm em đầm ngọc trai 300. Đầm ngọc trai 300. Bộ caro này là bộ caro quần đùi quần váy nha. Bộ caro ha. Rồi bây giờ em sẽ dẹp hết, em sẽ lên quần tây và quần thể thao cho mấy chị nè. Bộ này quần váy, bộ caro này 240. Bộ caro này 240.000 mấy chị. 240.000 bộ caro này. Hãy subscribe cho
từ từ để in dịch cái tấm này xong từ từ bây. Thích mặc đồ rộng cái tay đủ quá đủ cáo rồi đó. Mấy chị chờ em chút nha. Rồi lấy không? Rồi, rồi hoa tươi xung hoa lấy 3 màu 4 màu gì cùng lúc á. Chờ chút á. Hoa tươi xung hoa đây nè trong. Em lấy màu cacao xanh ngọc. Đọc nè, cacao một cái. Đâu, cacao. Có cái màu đỏ mới về màu đỏ. Có cacao không? Rồi xanh ngọc. Cacao. Xanh ngọc. Xanh đậm á. Xanh đậm á, xanh nhớt á. Với lại hồng với lại tím. Cái hồng cái tím. Cái màu tím là cái màu rất là đẹp. Không lấy đỏ hả? Quần thể thao để chút nữa em lên quần thể thao nha. Bữa nay có đỏ là trong cái mấy cái bao hàng mấy trăm cái bơm về có một cục đỏ. Cho ăn cái áo khoác một cà phê sữa đủ chưa? Rồi bỏ đây hoa tươi xuân hoa. Lấy cái bịch trắng ghi vô. Hoa tươi xuân hoa hai bộ caro nè. Hai L vậy à, hai bộ L một bộ L. Rồi sáng quên gửi bia của Yến luôn. Rồi cái này của hoa tươi xuân hoa nè. Bỏ vô ghi ấy đi. Có đỏ thì đỏ mà lụa mịn đẹp lắm. Cho mình áo khoác màu cà phê sữa của Kelly Nguyễn có chưa? Chưa. Áo khoác màu cà phê sữa ngay góc của Kelly Nguyễn 180.000 hàng sale. Hôm nay về bộ ngọc trai đẹp lắm. Rất là đẹp hoa tươi xuân hoa. Bộ ngọc trai hôm nay về đẹp tuyệt vời. Đầm ngọc trai cũng đẹp. Rồi bây giờ lên nha. Lên quần ha. Quần này size từ 70 đến 90 kg nè. Quần này size 70 đến 90 kg mới nẹt ơi. Em nói với chị là quần Quảng Châu bên nhà em là mê lắm. Nhưng mà 70 đến 90 kg thôi. Nè quần hai lưng nè. Con này là 200.000. Trời ơi cái vải này nó mê lắm mấy chị nè. Mấy chị đâu em kéo nè. Ở bên này có đính đá nữa nha. Một dọc này là đính đá. Quần này người ta gọi là quần hai lưng ha. Chốt giùm em quần dài hai lưng 200.000. 200.000 70 đến 90 kg ha. 70 đến 90 kg. Đang coi bộ ngọc trai. Trời bộ ngọc trai hôm nay về đẹp lắm chị ơi. Gần hết luôn rồi. Còn đây 4-5 bộ à. Đây mấy chị. Khi mà chị bỏ Thanh Thảo mặc nó vô đây nè. Nó áp vô người nó trắng bóc luôn ha. Trắng như bông bưởi. Cà phê sữa là cacao. Đồ giờ đúng rồi chị, cacao đó chị. Màu cacao chín á. Đây. Bộ này nói chung là bộ này dùng từ là 9.5 nè. Vải đẹp, dáng đẹp, mẫu đẹp, tay con đẹp, tộc trai đẹp, giá tiền đẹp 260. Rồi chốt giùm em quần tay hai lưng. Quần tay hai lưng giá 200.000 còn có mấy cái thôi mấy chị. 1 2 3 4 cục này. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Lên tiếp quần 200 cho mấy chị nè. Quần này 200.000 mà mê. Mê lắm. Quần này em nói mấy chị là mê say. Chị nào chưa chốt quần tay chốt giùm em quần dài gắn đá của chị Ngọc Mây Trắng nè. Rồi Ngọc Mây Trắng 200.000. 200.000 của quần dài gắn đá của Ngọc Mây Trắng. Rồi các chị nào chốt quần gắn đá nữa không mấy chị nha. Mấy chị nào chốt quần gắn đá chốt lên giùm em quần gắn đá coi. Quần gắn đá 200.000. Ha. Rồi cho xem bộ ngọc trai. Bộ ngọc trai là quần chính tắc nha anh ở trên. Bộ ngọc trai là quần chính tắc ha. Quần chính tắc. Bộ này đưa lên bà thấy cái tay không bà mê. Nọ bà thấy cái tay không cũng mê. Cho lại một cái áo khoác đỏ cho Thủy coi. Đây. Tay đẹp. Nói chung mọi thứ đều toàn diện set này ha. Mọi thứ toàn diện. Rồi quần ngọc trai. Quần ngọc trai 200. Quần đó chị Hương cũng không vừa. Hương 95kg không vừa. Cho bộ ngọc trai của chị Châu Thảo ngồi giá. Tay XL còn không? Rồi 260. Hôm nay đầm ngọc trai về cũng đẹp lắm chị Châu Thảo. Đây chị Châu Thảo vải mê lắm nha. Đầm ngọc trai là 300. Chị xếp là 260. Nè. Chị coi đầm ngọc trai nè chị. Đẹp lắm. Đầm ngọc trai đẹp mê. Đẹp mê ly lắm. Đầm ngọc trai này mấy chị đi ăn tiệc là xuất sắc ha. Rồi Anna. Anna Trinh Nguyễn. Ghi Anna Trinh Nguyễn thiếu. Lấy khóc đỏ mai giao hàng đây. Đây mấy chị. Đây là khóc đỏ nè. Nè có đồ sỏ ngón tay luôn nha Thủy nha. Có dây rút nè mà vải lụa đẹp lắm. Nè con này luôn nè. Đỏ. Rồi xếp lại cái đỏ này 108 của Bích Thủy nè. Bật nè. 108 của Bích Thủy. Anh Nguyễn.
Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lấy đầm xay trên L cho chị Võ Thanh Thảo luôn. Võ Thanh Thảo đầm Ngọc Trái trên L 300. Còn XL đây. Rồi XL của Võ Thanh Thảo 300. Còn màu khác không? Còn màu khác không là gì? Áo khoác 8-9 màu lần hồng bỏ. Nè, màu xanh nhớt, màu tím, màu cacao, màu xanh xanh đậm, màu xanh ngọc, màu đỏ, màu hồng ruốc, màu vàng bơ, màu đen. Đại khái là nhiều màu lắm ha. Siêu phẩm là giờ, bây giờ chị muốn cái gì siêu phẩm? Nhiều tiền vậy? Nè, lên con mã siêu phẩm size nhỏ cho mấy chị từ 60 đến 7 mấy ký nè. Rồi đưa cái bì kia đây. Con này chỉ có 10 cái thôi. Nhưng mà con này đẹp lắm. Nhưng mà con này 108. Dạ không có chị. Đầm đầm này là chị Phạm Thị Ngọc Giai mê. Đầm này là chị Giai mê có tay nè. Ngọc trai nè, cái này ngọc trai mà khi mấy chị mặc lên nó sẽ sát ra cái da của mấy chị, nó rất là đẹp ha. Dạ chị Hạnh đây. Đây ha. Đây. Nói chung là mẫu đầm này đẹp lắm. Em xem cái xanh ngọc rồi cho rút cái xanh ngọc bé lùng. Rút cái xanh ngọc. Nè em lên cái con quần thể thao này bà Lùng bà xin cái nè. Em lên con quần thể thao này bà Lùng xin cái, bà Bi xin cái nè. Mã xanh ngọc là con này nè. Mà cái mã này bằng lụa rất là đẹp nha. Cái mã này là hồng vỏ là đi sẽ không bắt nắng là cái mã này nè. Ồ Mai Huỳnh kêu trên cao phát đỏ dồn đi kìa. Ai? Mai Huỳnh. Không thấy luôn á. Rồi lấy cái màu đỏ. Mai Huỳnh là sáng gửi rồi nha Mai Huỳnh. Sáng gửi rồi. 108 Mai Huỳnh. Rồi 108 của Mai Huỳnh. Em lên cái con này là coi như bà Lùng bà xin cái liền nè mấy chị coi nè. Em nói thiệt luôn. Bà Lùng xin cái, bà Bi xin cái. Đây. Nè mấy chị ơi. Ở bên hông này đều là ren hết nha. Con này là hoa cúc, con này là 100. Đó mấy chị 107 đi. Đây. Đó. Rất là đẹp nha mấy chị nha. Bắt đầu từ chỗ đây trở lên là lót nè. Ha. Con này nó hay lắm, từ 50 tới 70 kg bao vừa. 72 kg thôi chứ không có hơn được nữa đâu nha. Dưới 75 có thể vừa. Dưới 75 có thể được ha. Trà uống sao chị? Hồi bữa chị lấy trà viên hay trà bột? Chị lấy trà viên hay trà bột bao nhiêu? Chị Hạnh là trà bột phải không? Trà bột có nghĩa là hồi giờ chị đã uống tất cả các loại giảm cân khác chưa? Nếu chưa uống thì chị phải một gói chị uống 2 ngày cho em. Chị uống 1 ngày là nó mệt, nó giật, chị không làm gì được luôn. Tại cái này là hàng Quảng Châu chứ. Cái này là hàng Quảng Châu. Em không có lên xưởng được. Cái này là em không thể yêu cầu nó được chị. Yêu một khi mình yêu cầu nó là ví dụ lên cái size 90 tới 100 kg là mình lên một lần phải 200 quần chị. Cho nên là mình đâu có lên được, mình không có yêu cầu được chứ ha. À, lấy hai quần nè Mi tròn, chị lấy hai quần thể thao này hai mẫu cho em nè Mi. Nè Mi coi cái mẫu thứ hai Mi còn mê nữa. Lấy hai mẫu hai cái cho Mi nha. Lên cái mẫu thứ hai Mi còn mê hơn nữa. Nè, lên mẫu thứ hai mê lắm. Nó là hoa cúc à. Nó là hoa cúc ở đây. Nó là lưới tới này nè chị, lưới từ đây xuống. Lưới từ đây xuống, ở trên cũng lưới nhưng mà lưới lót ở trên, lưới từ đây trở xuống. Nhưng mà ở dưới này có xỉ là thấy chưa? Đó. Uống sau khi ăn đi chị, đừng uống trước khi ăn. Nó sẽ bị ảnh hưởng nè. Hai cái này cho Mi Trần. Con nhắn tin cho cô Mi Trần hai quần thể thao. Dạ. 170 340 hai cái Mi Trần. Nè cho ăn cái xỉ đùi nè. Cho ăn Bi cái hoa cúc nha, hai đứa khỏi quên lộn nè. Đó. Rồi đề nghị bữa sau là mặc áo cho nó ôm body vô cái con gái mà làm như đàn ông ấy. Tôi khổ quá, khổ trong ngày nè. Tôi nói thiệt á, làm như là nói với tí là sao. Nói với tí bị như khắc khẩu tôi hay sao trời. Cái thằng quỷ kia lên là ngày nào tôi cũng chửi nó là cái chuyện ăn. Con quỷ đây coi như trời ơi, nó nói mà nhiều lúc cắn lưỡi nuốt luôn hồi nào không biết. Không ai chọc luôn á. Nó cắn cái khúc nào luôn á. Trời không ơi sao chọc vậy, luôn có mấy cái đứa nhỏ ở nhà tôi mệt dữ trời. Em cũng mê nó chị Hương. Chứ em cũng mê có size lớn bán cho chị chứ ngày nào chị cũng hỏi đồ. Ví dụ như ngày em bán cho chị em cũng kiếm tô phở vậy. Đúng không chị? Không bán cho chị em mất tô phở vậy. Ôi như một tháng em mất mấy chục tô phở luôn. Em cũng muốn vậy lắm chị Hương. Rồi hai cái quần của chị Ngọc Mai Trắng nè. 340. Quần này chị không vừa. Đầm 300 ngàn còn xếp là 260 chị Phạm Huyền Ngọc Giai. À, chứ em cũng muốn bán lắm chị Hương. Ngày nào em cũng đi kiếm hàng chị biết rồi. Mà cái hàng mà có size lớn nha. Mà đẹp cỡ nào mà vải không đẹp thì em cũng không có lấy. Đó là em nói thiệt lòng á. Tại vì khi mấy chị mặc cái đồ lên
mà có thể là giờ đưa lên livestream cái mẫu mấy chị thích, nhưng mà về mấy chị mặc vô nó chích chích, nó ngứa ngứa, nó chọt chọt khi đít, nó chọt chọt khi mu, là mấy chị không bao giờ mặc lại lần thứ hai, đúng không? Đó là tâm lý của người mặc của mình. Cái gì vậy anh? Cho nên mà ví dụ như lên cái kho đó mà mẫu mã đẹp, hàng không đẹp là em lén em chụp lại về em may. Đó là em nói thiệt luôn. Tại sao nhà ngày nào em nhà xưởng em cũng về mẫu mới đó. Đó bởi vậy tao nói ăn phở với là chờ cái gì vậy? Tổ tổ yếu. TV kêu em đổi lấy đầm một chai với chị. TV nãy lấy gì? Xếp một chai. Rồi lấy xếp đổi đi. Tẩy lên lời cho TV đầm. Cái con xanh ngọc này đẹp lắm nè Hồng Võ. Rồi thôi lên tiếp đồ đi. Rồi cột cái này lại con ơi. Để em cột cái này lại em ghi cái giá đó nha. Bé Bi cột lại kéo băng keo ghi giá 170 nè. Là hai đứa hai quần khác nhau ngồi phòng khỏi quần lộn. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Rồi hồi sáng bán con rin mê say luôn á chị. Hồi sáng bán con rin đó ai? Cái con rin đó là chị vừa luôn á. Cái quần thể thao này là con chị 55kg. Vừa. Ha. Có bộ đỏ là bộ thể thao hả? Đây. Bộ đỏ thể thao mới về. Bộ này vải mê lắm. Bộ này vải quá sức đẹp luôn. Bộ này mấy chị sáng đi tập thể dục ha. Là em nói mấy chị mà không đẹp đi kiếm tôi luôn á. Cái bộ này nè. Cái bộ này mà sáng mấy chị mang một đôi Adidas đen hoặc trắng lên một cái nha. Mấy chị đi ra công viên là em nói mấy chị ha. Trai mà nó nhìn nó nghẹt thở nó chết luôn. Rồi. Rồi bây giờ lên tiếp cho mấy chị ha. Chưa biết cái mẫu này là mẫu gì. Chưa biết mẫu này là mẫu gì. Cái gì quên nè. 170. Quần thể thao cúc 170. Tâm Hường. Lấy hai cái cho chị Tâm Hường đi, mở ra lại. Tâm Hường lấy hai cái cho con phải không? Hai cái. Hai cái hai mẫu. Em lên con này cho mấy chị nè. Em chưa biết nó là con gì nhưng mà em chỉ biết nó là 200. Nha. Em chưa biết nó nhưng mà cái này con này là mấy chị biết sao nó là lụa. Để. Con này là lụa. Con này là lụa, con này size không có lớn. Chốt giùm em quần đá con này đẹp nói chị ơi, con này đẹp quá trời luôn. Chốt giùm em con quần đá, con này dưới 75kg thôi. Con này chỉ có size dưới 75kg. Ha. À. Dạ. Yeah. Bộ đỏ đó chị Hương vừa đó. Con này dưới 75kg mà nó đẹp quá mấy chị ơi. Nè con này vải không co giãn. Vải này là con này là vải co giãn nhẹ thôi. Nhưng mà cái con này khi mấy chị mặc lên quần tây đi làm mê lắm. 60 đến 75kg ở sau có lưng thun nè ha. Đó. Quần hoa cúc trên là sao? Quần hoa cúc mà nó không rách hả không? Đó ba ta ra đưa quần hoa cúc đi. Rồi hoa cúc lớn á chị. Đưa cái kia nữa rồi. Lấy quần hoa cúc lớn cho chị Nguyên Phạm nè. Rồi Nguyên Phạm quận 12 hoa cúc lớn á chị. Không có hoa cúc lủng lỗ ở dưới đúng không? Rồi Nguyên Phạm 170 nè. Nguyên Phạm quận 12 170. Quần đá hút hai cái đi chị Ngọc Mây Trắng đẹp ghê lắm lận. Rồi chế Ngọc Mây Trắng nè. 200 ngàn của Ngọc Mây Trắng. Nên thâu. Bà bớt thâu với chén giùm tôi lại cho bà nội. Rồi chốt giùm em quần đá mấy chị ơi. Nè mấy chị có chốt không chốt em cộm bế ráng thấy mẹ em. Em ấy chích mẹ em luôn á mấy chị. Rồi mấy chị có chốt không? Giờ em năn nỉ lại lần nữa nè. Năn nỉ mấy chị có chốt không? Không chốt em bế chích mẹ em luôn cũng được nha. Đừng nói gì hết trơn á. Đừng ai nói gì hết trơn á. Ờ vậy đi chị Kelly Nguyễn. Kelly Nguyễn ha. À bà đã đưa cái quần ở lại đây. Đưa đợi bà ta. Rồi Kelly Nguyễn quần 2 xị. Ai? Ai nữa? Dạ đầm hôm nay về đầm mới chưa có sale chị. Quần ống rộng 95kg. Hồi bữa trước đợt trước em có chị Phụng Mùi. Mà bữa nay quần đó nó bị trùng em không lấy lại. Chứ quần ống rộng bên em mà 95kg. Trời ơi thun le dòng nha chứ. Trời ơi kéo vô một cái mát luôn. Nó đã lắm. Mặc vô một cái trời ơi bu với chim nó mát sướng luôn. Rồi Kiều Nguyễn nãy có bill rồi nè. Kiều Nguyễn một cái 200 ngàn. 200 ngàn của Kiều Nguyễn. Em nói thiệt có quần mà thun le dòng bên em. Em có bộ la dông cho chị Phượng Phi. Áo kèm với quần ống rộng dài. Có nguyên bộ chị. Nguyên bộ đó bữa nay sale còn 190 hay sao? 250 sale còn 190. Có sai chị luôn. Rồi ghi quần này 200 em. Để chút nữa dồn lên kia hết. Chút nữa dồn lên cột hàng nha. Khúc giữa cột hàng chỗ quần riêng qua chắc. Ghi quần 200 thôi hả? Dạ dạ.
gì đó luôn, họ dán chị có bị trắng đó ghi đại hay trăm lên. Có gái bộ đó là quần ống rộng thun thun la dông đẹp lắm nha, thun la dông là mặc quần ống rộng lúc nào cũng mướt, với lại áo có tay cánh tiên, cúp ngực như thế này nè, ở giữa có hàng nút đó. Chị vừa muốn coi chút xíu em cho chị vừa coi. Lấy ông đi qua lấy bà đi lại, làm ơn còn một cái quần thể thao mua giùm con cái đi mấy mẹ ơi. Đây nè mấy. Bán gì mà ế thấy con đĩ mẹ luôn, chắc đi đứng đường luôn quá mấy chị ơi. Quần nhỏ tôi mua được chứ. Bên em có đồ size nhỏ mà chỉ có bán quần lót lọt cái đít thôi anh ơi. Làm bill ghi miễn tiền nha, vì mình chuyển khoản luôn. Dạ ok chị Kali. Mấy chị mà là mấy chị mà làm bill mà có chuyển khoản là anh để ý giùm em nha bạn. Cột cái cục này lại nè lùng. Cột cục này lại ghi quần 200 ba cái đó đó. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị 200. Cho một cái áo khoác màu chím. Quần 200 ba cái đó. Quần tóc quần à. Đâu có. Quần tóc quần anh từ từ gửi bill nha, để đổi đồ chị ạ. Bé Vy ở trước kho có một cái bộ beo lấy size XL ra. Đó Trần Huyền. Đó. Trời ơi mới cột cái quần đá 200 ngàn xong á bà Trần Huyền. Bà đi đâu nãy giờ vậy? Trần Huyền còn cái món gì 70-80 gì nằm đây nha. Để em coi thử cái này em lên hàng cho mấy chị. Bây giờ em sẽ lên cho mấy chị một cái mã mà em chưa biết đó là cái mã gì. Ha. Chưa biết là cái gì luôn. Ok mai Bích Thị chuyển khoản anh đi khỏi tuôn rồi Bích Thị. Mấy chị từ từ nha. Rồi ghi uống tóc Hoàng Anh hàng đổi đi. Rồi làm bill của uống tóc Hoàng Anh ghi trừ ra 150 ngàn. Lấy hàng về. Cái ba beo này hả? Nói là từ từ cho nó hiểu kìa. Beo là đổi. Beo đổi. Rồi còn rồi ghi ở trên bill của uống tóc Hoàng Anh là ghi là trừ ngày mai là chừng nào làm bill. Chừng nào làm bill là trừ ra 150 ngàn và lấy hàng về. Mấy chị chờ em chút nha. Cái mẫu này là quần lưới lụa. Cái mẫu này là quần lưới lụa. Đâu cho mượn là cái quần 200 quần đá con mới cột này nè, rút một cái. Không phải ở đây, quần đá dưới nè. Cái này lưới lụa là cái này lưới lụa là chị nào size lớn lớn tí mặc cũng được. Con này là bán cho mấy chị với giá là 160 ngàn. Con này là chị nào size lớn có nè. Chị nào size 85 tí vừa nè. Là con lưới lụa. Chưa gãy vui lên. Quá bò bò mà. Quần mặt không có size lớn. Để em coi cái lưới lụa này. Để coi cái quần này. Để biết bỏ vô bill nè. Coi thử có bill trong đó có bill chưa chứ hai cái luồng. Có rồi, hai luồng hàng nó khác nhau mà. Chưa có thì cũng đâu có lấy được cái giờ này. Mai gửi cho xưa ơi. Có một cái mà mai gửi gì? Hôm nay giờ chưa gửi chưa đó. Cái quần này nè, khoảng cỡ dưới 75 kg à. Thảo Trần hỏi gì kìa. Cái quần này nè là khoảng cỡ cái cục ở trên lầu thì size lớn mà cái cục dưới này thì hơi nhỏ. Hồi chiều có một cái cục lưới 160 trên lầu á Bi. Đem xuống giùm chị ơi. Cái size 95 của chị Phượng Phi là có quần rin. Có quần rin nhưng mà tại vì bữa nay em không có like rin chị Phượng. Đó tại vì like tùy theo ngày á. Cứ ngày nào hàng luồng hàng mới về là em like. Chứ nhà em không có bao giờ mà like đồ cũ trùng á. Hồi trưa mới đem lên á. Trống bao nào. Mày đem gì lên cao dữ vậy Bi? Coi thử ở dưới này hoặc là trước cái chỗ live stream thử. Có cái bao quần jean hồi trưa em ghi ba, em kéo ba băng keo em ghi á. Nhớ không? Em mới nhận được đồ rồi. Ok lắm, bữa 18 tháng 9. Bây giờ cái còn bill gì đây nữa. Ủa còn bill nào nữa gái? Cái bữa nhận đồ rồi là bill gì nữa Thảo Trần? Coi thử còn cái bill ở nhà mình không? À, cái quần này Kim Thị Phượng vừa nè, buồn luôn. Chờ em mai đi. Chỉ có một bill 2 đó, đúng rồi, đó, đây. Có bill Thảo Trần ở đây nữa. Ủa kìa ta.
Đây nè, cái này là Kim Thị Phượng dừa. Nè, hồi bữa em có để lại bộ caro cho chị Kim Thị Phượng. Nè, lấy bộ caro cho này cho Kim Thị Phượng đây. Bộ 280 nè. Anh ghi giùm em Kim Thị Phượng 160. Đó, có một bộ đó. Bộ này bữa để dành cho chị nè, Kim Thị Phượng. Bộ caro mà áo vest rồi bữa kêu hết size chị. Bộ đó quá trời đẹp luôn. Chị Kelly Nguyễn, chị mặc cái bộ đồ này lên cực kỳ đẹp. Từ từ ra làm không kẹp, nói gì anh. Kelly Nguyễn 280 với 160. Cho anh ghi cái gì vậy? Ôi lộn lộn. Kim Thị Phượng 160 với 280. Để giờ nữa rồi. Quần này 160 của Liên Lê nè. 160.000 quần này của Liên Lê. Rồi bé lùng cột với con kéo băng keo vàng luôn nha. Ghi là 160.000, ghi chữ quần lưới. Quần này nè chị. Chị Dê Huyền. Quần này nè Huyền ơi. Quần này không coi dễ nhưng mà vải mê lắm. Đó là quần tây. Đây quần tây đá. Đẹp lắm Huyền. 60-75 kg con quần này. Phom đẹp lắm. Phom đẹp mê luôn. Có gì chăm sóc chị nói đó. Cái con quần này là 60-75 kg quần đá. Chị nào nhỉnh 1-2 kg vẫn vừa ha. Chốt giùm em quần đá. Chốt giùm em quần tay đá mấy chị. Quần tay đá. Hôm nay mã Ngọc Trai về cũng đẹp. Chị vừa muốn coi không? Một cái dùm sọc với hai cái quần đùi. Chết mẹ. Anh ơi, Thảo Trần nói một cái dùm sọc. Lấy quần 160, đưa cái quần 160 nè. Quần 160 của Trần Huyền thành phố nè. Nè nè, ghi một cái hả, Trần Huyền thành phố 160. Rồi quần tây có lấy không thì báo giùm em nha. Quần tây có lấy không thì báo giùm em. Hồi trưa trong này là có quần quần lỡ lại nè. Quần thể thao 200 nè. Quay lại coi thử kiếm miêu thở cầu phụ anh xuống. Không có giãn nhưng mà ở sau có lưng chung với lại mọi thứ trừ hao rồi Huyền. Cho nên là cái form nó đứng đẹp đó. Cho nên mấy chị thấy tụi trên mạng nó bán hàng mà form chuẩn đứng đó, là đa số là. Ủa chị lấy quần đá hay là chị dạ vậy chị Kim Thị Phượng? Dạ là, nãy giờ em thấy chữ dạ em lấy rồi mà chị thấy chữ đá. Rồi chị thấy em thấy chữ đá không giống nữa là chị lấy cái quần đá. Hay là chị lấy chữ là hay là chị dạ. Chị báo lại em đi. Nếu mà chị đá thì lấy chị quần vô nữa. Nè con này hồi trưa 200 nè. Có Huyền. Con này hồi trưa 200 nè. Nhưng mà con này cũng cỡ dưới 75 kg thôi. Con này thì mê. Con này thì đẹp mê mấy chị. Con này là 200 thể thao luôn. Con này thể thao có bo chân. Con này dưới 75 kg 200. Con này cũng dưới 75 kg. Không thấy Biêu Thảo Trần nhà riêng. Thảo Trần ơi. Con có lộn Thảo Trần nào không ta. Nhưng mà cái quần đá này đẹp lắm Huyền. Quần đá này đẹp mê. Hồi trưa coi có mấy con quần đâu rồi. Hồi trưa có mấy con chính sắc đâu rồi. Hồi trưa em còn mấy con chính sắc nè. Em còn đúng 2 con quần tây chính sắc. Còn đúng 2 con quần tây chính sắc nha. Đúng 2 con. Dạ ngủ đi chị, đi ngủ đi rồi mai mình gặp lại. Chỉ có hôm nay có ship hàng, ship xưởng nhà em về thì có size chị Hương. Còn mấy quần Quảng Châu là không có size chị Hương ha. Quần 160 có rồi, Kim Thị Phượng có rồi. Ý là cái quần tây á chị không có lấy đúng không? Đây, quần này quần chính tắc nè. Quần này nói chung là từ 68 kg đến 84 kg vừa. Quần thể thao 200 của Nguyễn Chí Anh nè. Nguyễn Chí Anh 200. Nè mấy chị, cái con quần chính tóc này nè 180 ha. Có quần áo cho 105 kg liên Trần Thị có chị. Hàng xưởng bên em là lúc nào cũng có size 3X cho chị Liên hết á. Đây mấy chị lưu ý giùm em nha. Con này là chính tóc nè. Mã chính tóc lai lọc mấy chị coi giùm em ha. Con này là chính tóc. Quần tay đen dài đá không có size luôn hả. Chỉ có cái quần tay mà hai lưng á mới là có size chị Kim Loan thôi. Quần đen hai lưng size chị Kim Loan đã lắm, 200.000. Chị Loan hút một lượt hai cái cho em. Con này chính tóc là dưới 84 kg giùm em ha. Hôm trước chị nói em còn một bill đó nữa. Đất mẹ Thảo à. Cái bill đó em thấy chị Yên chụp hình gửi qua em chưa? Không có chụp hình. Em thấy chị Yên ơi, chụp hình gửi cái bill đó qua cho em chưa?
Hồi bữa là gửi tổng cộng Thảo tròn 2 bill đó. Trong này ghép trong hình có 1 bill à. Có 1 bill ở trước là mình chưa có hình. Bill trước chưa có hình hả? Bill trước là anh chưa nhắn tin được. Còn 1 bill nữa, em nhận cái bill nhiêu tiền? Hai cái quần của Võ Ngọc Giàu là quần 9 tóc phải không chị? Rồi hai quần này 180. Bill sao là anh cho 280 à. Chị Võ Ngọc Giàu lấy một quần chín tấc này đi, em lên cái quần tây này nữa chị Võ Ngọc Giàu lấy là ok nè. Ha. Chín tấc này à. Chín tấc này huyền dừa nè. Chín tấc này huyền dừa. Võ Ngọc Giàu lấy một cái thôi. Một cái thôi, em lên cái quần dài này vải nó mềm 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 đã lắm chị lấy nè. Võ Ngọc Giàu một cái 180. Trần Huyền thành phố một cái 180. Quần này nè chị. Ba cái cục quần hồi nãy còn ba cái đâu con. Ba cái gì mới kêu con cò quá. Mới thật thì nè. Rồi quần 200. Quần này nè chị. Áo vú 160 Thảo ơi. Mình bỏ Ngọc Giàu dùng chưa ghi tiền rồi bé đi. Đây chị. Đây nè chị hả? Đây nè chị. Quần này là có đính đá luôn nè chị Kim Loan Nguyễn. Chị bỏ Ngọc Giàu lấy quần này nè. Cái độ của quần này nó dẻn dữ lắm. Nó tới 90kg cũng vừa chị Giàu. Quần này nè 70-90kg mà quần tây co giãn quần dài nha. Con này 70-90kg nè. Chốt giùm em quần 2 lưng 200. Con này có 200.000 à. Chốt lên giùm em quần 2 lưng nha. Con nói chuyện với Lê Thảo gì mà cho một cái này bé luôn. Chính tóc hết là chị, để con coi thử chính tóc con. 44 nha bé luôn, màu đen nha bé. 44 màu đen. Mai con. Rồi còn cái của chị Kim Loan nè. Còn cái của chị Kim Loan Nguyễn 180. Đó là quần chín tóc. Kim Loan Nguyễn còn bill gì á. Hết bill rồi. Hết bill rồi, đi qua kia rồi. Rồi chốt giùm em quần tay hai lưng. Chốt giùm em tay hai lưng nha mấy chị nha. Tay hai lưng. Cho em một cái size bự 100 lẻ. Cái quần này không có size bự. Hàng của chị Liên Thị Trần là như hàng của chị Liên Thị Trần á, là có bộ này nè. Lê Thảo hả? Em hỏi chị là bữa trước là chị nhận cái bill bao nhiêu tiền. Chị nhắn vô trong tin nhắn em là chị đã nhận cái bill bao nhiêu tiền rồi. Chứ bây giờ mà em bán đồ một ngày mà em bán 100-200 bill mà mấy chị cứ diễn tả là em nhận bill hai cái quần một cái zoom, không nhớ được đâu. Quần hai lưng 76kg. Nói chị là còn quần hai lưng thôi. Quần chín tắt hết rồi. Đưa cái cục quần hai lưng đây con. Rồi chốt cho chị đó một cái quần hai lưng nè anh à. 200. Cái này ghi Kim Loan Nguyễn nè. Ghi cái lấy cái bịch sau lưng ghi Kim Loan Nguyễn 200. Quần này à, nếu mà lấy size một size nhỏ, nhỏ hơn một size là huyền dừa. Nhưng mà cái này huyền hơi rộng. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị mã riêng đi. Em lên cho mấy chị mã rin. Mã rin này bán cho mấy chị với giá 180.000. Nhưng mà mê lắm. Nó không giãn nhưng mà rất là mê nha. Nó tổng cộng là 2 màu mấy chị. Ấy lộn, em xin lỗi nha. Nó có giãn mấy chị mà nó có 2 màu. Hồi trưa thì cái con rin kia là 200. Thì con hồi trưa con rin 3 nút 200. Thì con này là rin rút bụng. Con này rin rút bụng nha. Thì anh chụp có cái bill 280, anh nhận 280 rồi, còn bill trước nữa thì không biết. Là còn một bill trước rồi, để ngày mai em giải quyết bill Trần Thảo cho. Chút nữa nhớ nhắc về với anh, nhắn qua Zalo giùm em chút nữa giải quyết bill Trần Thảo đi để em biết. Con này có hai màu mấy chị, con này vải co giãn lắm nha. Con này có một màu là lông chuột và một màu là xanh không có. Nó có một màu là xanh đậm, một màu là xanh nhạt và một màu là hồng ruốc. Á à, lộn tự nhiên kêu hồng ruốc lông chuột bà nội. Ấy nói chuyện như con điên hết trời. Em có size số 7. Con này em có size số 7 và size số 8. Nhưng mà con này là hàng đúng chất Quảng Châu của nó. Cái con hồi trưa là nó đính nút và độ co giãn nó giữ hơn con này. Con này thì độ co giãn không giữ bằng chị Hương còn đó không. Cái con hồi trưa là có size số 8 là chị vừa đó. Con này là size này là đã 80kg nè. Size này đã 80 và 80kg hơn. Con này chị nào 65kg đến 95kg có vừa size quần rin này ha. Vừa size rin rút giúp bụng này.
con này 180. Em có xanh lợt nè, xanh đậm và lông con chuột ha. Cái này phải lấy cái bịch bỏ vô nè con. Cái bịch phía trong là có bịch nhỏ nè. Riêu quần rinh 180 kiếm ăn kêu qua. Rồi chị nào chốt riêng này thì chốt giùm em. Xanh nhạt, xanh đậm và lông con chuột, kế băng keo. Cái này có hai cục lận. Đó chị nào lấy size bao nhiêu thì báo em nha. Chị nào lấy size quần này bao nhiêu thì báo em. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Ủa quần trong kia đưa hết ra chưa? Có thử cái đó đó. Hèn chi. Út Bùi Trần lấy 95kg hai màu. Lấy lông chuột với màu xanh đậm hả chị? Lông chuột ở không? Lấy xanh đậm với xanh lợt Út Bùi Trần. Lấy xanh lợt với xanh đậm nha. Ghi quần rút bụng quảng. Ghi là quần rinh Quảng Châu 180. Út Bùi Trần hai cái nè 180, 360. Tôi nói ủa sao quần đi đâu hết trơn. Hai cái của Út Bùi Trần nè. Áo sọc là áo hồi trưa coi như là như ta ba mấy cái, giờ còn đúng hai cái nè. Vải đẻ lắm, áo dài tay, sọc này là 65 đến 100kg, màu lông chuột và đen. Và còn một cái nữa là đỏ và trắng. À, còn hai cái này thôi. Quần hai lưng rộng đúng không? Rồi vô tiếp quần nha. Vô tiếp quần cho mấy chị nè. À, rồi do tiếp quần, quần này Trần Huyền vừa nè. Quần này có độ co giãn. Quần này 200 mấy chị. Quần này có độ co giãn và quần này 200. Quần này thì size nhỏ hơn ha. Quần này thì khoảng cỡ lấy một cái xanh đậm 95kg của Trần Hành Bình Định. Size số 8. Sọc đỏ của Thanh Thúy Lê. Gà giáp con này vải đẹp lắm chị Thanh Thúy Lê. Này xanh đậm hay xanh lợt hả không bé? Rồi Trần Hạnh Bình Định nè. Trần Hạnh Bình Định 180 ngàn. Lấy size số 7 cho chị Kết Thảo. Màu xanh nhạt. Kết Thảo màu xanh nhạt. Size số 7. Cái này là của Kết Thảo nè. Kết Thảo 180. Rồi lấy một cái rim xanh lợt số 8. Thanh, ủa, nãy chị Thanh Thảo Nguyễn từ đầu like giờ chưa vô hả? Vậy là lúc đầu em đọc lộn rồi. Rồi con số 8 này của Kim Lo Nguyễn nè. Kim Lo Nguyễn 180. Kim Lo Nguyễn 180 nè. Rồi con quần này nè mấy chị, 65kg đến 85kg con quần này. Đây là con quần tây nha. Con này 200 nhưng mà mấy chị ơi, cái con này nó đúng tông Quảng Châu của nó, cho nên là cái độ vải nó mê lắm. Nó nhẹ mà nó mê lắm mấy chị. Con này ha. Lông chuột còn không? Rồi lông chuột còn một cái của Hồng Võ. Xếp cái Hồng Võ 180 luôn. Còn quần 295kg không em? 95kg chị không vừa. À quần à. 200 là quần hồi trưa phải không? Rin này là rin Quảng Châu chị. Rin này là rin rút dây. Cho lại cái rin size số 7. Áo đen. Áo kẻ khách lấy rồi chị. Áo đen khách lấy rồi. Cái con quần này là em khuyên chị Kim Lo Nguyễn nên lấy nè. Tại vì nếu mà mấy chị mua con quần này á, là nó đẹp ngang ngửa cái con quần hàng xốp 500-600 mà hồi bữa em về được 30 mấy cái là con này. Con này 200. Bà này bà vô bà nhắc không kịp. Cái gì bà ra đây bà chốt. Ờ chị không biết. Đừng hiệp ghê. Một cái lông chuột là cái quần chứ không phải là cái áo đâu. Hồng Võ. À Hồng Võ hả? Rồi đưa cái áo Hồng Võ qua đưa. Cho chị Trần Hà Thi đây. Cho chị Trần Hà Thi đây. Quần tay đen này của chị Kim Lo Nguyễn 200 nè. Xếp lại của Kim Lo Nguyễn. Lấy cái lông chuột số 7 đi con. Quần này nè chị nhiêu vậy? Lông chuột. Chờ chút 5 phút. Rồi lông chuột của ai của Hồng Võ nè. Nhiêu vậy? 180. Đây nè chị đây nè chị Hà My Nguyễn đây. Con này là quần rin. Quần rin này mấy chị dễ mặc đồ, nhất là áo ba lỗ con này nè. Mấy con rút bụng nè, con này 180. Này hàng Quảng Châu. Em có xanh nhạt nè, xanh đậm nè và lông chuột ha. Còn cái quần tây mà em mới đưa lên quần tây 200 mấy chị vải mê lắm. Em nói mấy chị vải mê ly ha. Vải mê cực kỳ luôn.
Đồ nó có cái size nhỏ của Trần Huyền, nó lọt đâu Mỹ 3X vô nè. Trần Huyền 200. Còn này chờ chút em lên nè. Bỏ kỹ để mai cái chốt lần nào cũng vô lộn nó chết luôn. Còn gái chờ chút. Ta bà hóc môn cho bà coi là cái set ngọc trai ngày hôm nay về. Hôm nay về 2 set. Hôm nay về 3 set ha. Đây, set ngọc trai. Trời ơi, set này vải đẹp lắm. Vải đẹp mà tay cũng đẹp ha. Thủy ơi, mày nhắn vô trong Facebook này để ngày mai anh Phước làm bill trừ ra mày cái gì nha Thủy. Set ngọc trai nè mấy chị. Nè, chị nào chưa chốt set ngọc trai chốt lên giùm em set ngọc trai. Chốt giùm em ngọc trai nha. Ngọc trai này tổng cộng 4 size, không đủ 4 size đâu nha. Ngọc trai này còn có tổng cộng 5 bộ thôi nha, ngọc trai em còn 5 bộ. Ngọc trai em còn 5 bộ. Áo kiểu, chị Kiệt Thảo, chị Kép Thảo chờ em chút xíu nha. Chờ em 5 phút em lên cái set này xong mà. Bộ thể thao đỏ đô 300. Có một số người mới nói dùm. Nói chung là mấy chị ơi, bên em á, bên shop em nha, là buổi trưa live stream 2 giờ, buổi tối là live 8 giờ rưỡi nha chị Kép Thảo. Và bên em là không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Hàng chính quy là bên em trao đổi trả, nhưng mà không cho kiểm tra hàng khi nhận. Nếu mà chị nào khách mới của bên em mà chưa tin tưởng thì cứ xả bill nha, không sao ha, chứ đừng có xuống dưới bơm hàng em tội nghiệp. Rồi bộ đây nè mấy chị, để tôi từ cái Huyền mày ngồi im, mày đừng có rụt rịch cục cửa vậy đó. Bộ thể thao này là cũng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Tên là Nguyễn, mặt trai còn bị không còn cái gì. Còn chị Thanh Thảo Nguyễn, đưa được tờ giấy em đi. Dạ còn chị Thanh Thảo Nguyễn. Lấy cái bill của Thảo Beo cho em mày. Vậy cũng hiểu nữa trời. Tôi sẽ ra. Mày đưa cho ai? Thanh Thảo Nguyễn. Ngọc trai là tay ngắn. Trời ơi cái vải của Ngọc, bộ Ngọc trai đẹp lắm. Mấy bữa ổng lanh lắm. Mấy bữa kêu là quéo là gì là chỉ có quéo là gì ổng hiểu. Còn giờ ghi ra tờ giấy cũng chưa hiểu. Người có chập cái sáo trời con xòe nè chị. Nói chung là tiết ngọc trai với đồng ngọc trai là một vải rất là đẹp. Nó là form hơi xòe ở dưới A, form chữ A đó. Tiết này tay ngắn tay con nè gái. Ông Dũng Tư là dùng từ có cơn. Rồi em buồn ngủ sáng thức 4 giờ rầu. Ai giữ con mà thức 4 giờ đi đâu vậy bà nội. Đồng ngọc trai thì 300 mấy chị ha. Đồng ngọc trai thì 300. 300 ngọc trai ha. Trời ơi, hôm nay nè đầm ngọc trai cũng đẹp. Cái này mà bà nào ngực bự bự ha, mặc áp vô đây hả, đồ má vú nó nhú nhú lên chết dĩ mẹ luôn. 260 của anh nè, tiếp võ. Coi mấy cái cục hàng để trên này nè nha, mấy bông. Coi chứ nó lăn xuống một cái là ngầu lại stream chết luôn á, chứ không ai chết đâu. Ngọc trai 260 chị. Ngọc trai nhưng mà bây giờ nè, bây giờ chỉ còn một xiếc ngọc trai dưới ha. Bây giờ chỉ có một nè, cái đầm này, cái đầm mình em bỏ vô. Bây giờ chỉ còn một xét ngọc trai dưới 70kg và ba xét dưới 90kg là hết rồi nè bà. Công nhận bà, Anna tiếp vỏ bà hơn dễ sợ. Hết sạch. Chưa lấy xuống cái bị xanh nha Anna vỏ. À còn một size XL của Thảo Nguyễn nữa. Để dành chụp bên kia kìa. Đó. Em một xét ngọc trai size L của Trần Huyền còn luôn, 260 của Trần Huyền. Đầm ngọc trai có tổng có size của Kim Thị Phượng luôn ha. Quần chín tóc chứ. Có size lấy cái đầm đó đi chị để dành đi ăn tiệc. Bộ eo vì sau lưng à, bộ eo vì sau lưng dưới 70kg để bộ mua giùm. Và bộ eo vì mà hồi bữa qua ăn kia phải không chị? À eo vì đã lấy cái con size L 220. À, bộ này của Trần Huyền 260 nè. Trần Huyền 260. Để lấy nha. Cái đó của ai bé bì chưa? Thầy cóc thôi, thầy cóc lại thôi chứ không phải.
chưa định hình nó nói là cái đầm nó xí để nó tới không sao tôi mới hiểu. Lấy cái đầm nó xí XL cho Kim Thị Phượng 300 con đâu? Đầm đó mà chị mặc đi ăn tiệc là mê dưới cùng. Ở trong cái bao mà giờ ông cầm ông hỏi XL ở đâu? Chỉ cho tưởng là cái này bự. Để lấy rồi. Tự nhiên cái chiều này cùng cùng mặc cái áo đỏ xuống xịt dầu thơm đi xuống. Muốn muốn nhưng bê đê. Hèn như giờ bị đứt gió. Thì Huyền Nguyễn Đà Nẵng nè, coi Huyền Nguyễn nào. Huyền Nguyễn Đà Nẵng 032 là bộ này đúng không chứ? Bộ đùi 220 đúng không? Bộ đùi eo vì nè, bộ này hổm giờ chị Kim Thị Phượng có chưa? Mấy bộ này chị Phượng mặc về là trai nó mê tít luôn. Mà vải bên em nó mê lắm nha. Bộ này 220 nè. Rồi Huyền Nguyễn Đà Nẵng nè 220. Bộ eo vì 70kg 220 Huyền Nguyễn Đà Nẵng. Có chị. Có chị. Bộ này cũng mới về nè. Huyền Nguyễn Đà Nẵng 3032 mới có bill á. Rồi để em bé Lùng đó. Bé Lùng xuống dưới kiếm 3 bộ size L. Bộ chỗ đây có ngọc trai. Con xuống con lấy là bộ vest đen. Bộ vest đen bao trên cùng con lấy 3 bộ size L lên đây chốt cho Hiền đi. Bộ này mới về nè. Bộ này mặc mấy chị không có bị rộng nách đâu nha nè. Nó vừa dặn cho mấy chị luôn nè. Ha. Bộ này 220 kìa quần váy. Vậy bộ này đó phải quần dài chị. Tôi đây trả lại đây. Vậy là 7 giờ. Chị 7 giờ rồi. Bộ này em có một bộ LV. Quần LV, áo LV nhưng mà quần chính tóc không có dài. Chị ok không thì em lấy. Rồi con lựa 3-4 bộ size L lên đây đi. Bộ LV ngay đây cũng có bộ LV, quần LV á. Lấy bộ quần chính tóc cho chị được không? Cái quần này rồi, quần dài nữa. Quần chính tóc được rồi, còn gì quần dài chứ được. Biêu chị Phạm Thị Ngọc Giai còn đó không? Ờ áo kiểu rồi. Anh Tư quốc cái bao áo cục áo thái còn không có. Trước khi em gửi em có nó nói chị rồi mà nó biêu ở nhà em nhiều quá. Chị có 4-5 cái cho em gửi bớt đi mà chị cũng chửi à. Chửi gì? Nó cứ để lại đồng ý là biết rồi. Bây giờ nhà em đã nói không biêu bắt đầu trên 2 cái là gửi được rồi. Em đã nói em trước khi em gửi cái cục áo thái đen 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 bên này nè anh. Em nói với mấy chị nghe là đồ á là trên 2 cái là gửi được rồi. Tại mấy shop kia đâu cho mấy chị dùng biêu đâu. Rồi ở bên em có một cái kiểu là cho dùng bill xong xả cái này chốt cái kia. Không có cái shop nào cho dùng bill như bên em hết đó mấy chị. Đi rồi chưa đi chưa, nếu chưa đi thì thêm đi mai mới ghi đi chị. Mai mới điêu chị nồi gấu. Nồi gấu còn bill á. Xét quần chính tắc rồi, bé đang lục ra. Ờ xét đó cũng quần chính tắc đó con. Xét caro đó cũng quần chính tắc nhưng mà lấy size L. Để tìm ngọc trai nào chị, nội gấu nó rõ đi. Đầm ngọc trai hay xét ngọc trai và bao nhiêu ký vậy? Rồi bây giờ lên áo thái nha. 65 đến 100 ký cũng vừa mà áo thái này. Mấy chị mặc giúp phơm giống quần đẹp lắm. 160.000 con này đẹp lắm. Con này nó thấy mấy cái. Tao mà bữa nào tao mày đi học tao lấy mấy cái áo tao cắt hết. Tao nói thiệt. Tao gọi về má tao thông báo tao cắt hết. Để tao món mua cho mày 10 cái áo đâu. Thì mẹ biết mẹ. Thang người ta cao người ta mặc áo phơm dài tôi không có tức. Ông nghĩ nó có 1m4 nó mặc áo phông dài tới đầu gấu luôn. Rồi bữa dép cái con áo khoác một má xù cái áo đèn kia nè của tôi mất tiêu luôn. Có một đừng có lấy bộ thể thao lát không mày, đừng có lấy bộ thể thao nè, bỏ bộ thể thao lại cái bao này nè, lấy set đừng lấy bộ thể thao bí bi xuống phụ nó rồi chết gì nó lại. Có những cái set xanh đen mà ở trước đây có viền đá nó nằm bao dưới đất á nè, hỏi nó cái set thể thao này bỏ vô lại nè. Sao tôi mệt quá, mệt rồi tôi nói nhiều tôi mệt quá. Hết quần dài đen sai gái rồi. Lính này lính thiếu gì không à? Coi bỏ bao rồi bỏ cho đàng hoàng cho nó khỏi rớt ra nha. Chứ lộn cái này qua cái kia một mình con trang nó đủ làm tao mệt rồi đó. Đủ mẹ làm cái quần què gì mà lúc nào hàng hóa gì gì cũng bị lỗi á. Lỗi những cái chuyện không có đáng gì hết trơn á. Em kiểm tra kỹ rồi chị, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Mới được khoảng cỡ 1 tới 2 ngày. Ngày thứ 3 quần L áo XL. Ngày thứ 4 bộ đồ XL dáng ngoài L. Ngày thứ 5 bộ đồ ở trong hay ịt dáng L. Đủ má thiệt. Xong cái nói nó cái nó kêu trời bữa đó anh Hùng làm á, mẹ chồng em làm á, xong bữa đó cháu em làm á, suốt ngày nó vậy. Ừ để em lên áo thái xong em đưa đây mấy chị. Trời ngày nào tôi cũng bị ốp ốp lực hết trơn á. Cho em xem lại bộ vừa nãy là bộ gì chị Thúy Vi. Ai chị chốt giùm em cái bộ vừa nãy á nè. Tôi nói bà Thúy Vi nghe nha, vô livestream của tôi đừng có chốt cái bộ vừa nãy mà chốt vậy nè. Xem à, chị đừng có xem cái bộ vừa nãy, tại vì cái bộ nào cũng là cái bộ vừa nãy đó. Và đừng có nói chị ơi cho em xem cái bộ chị đang cầm, cái gì tôi bán tôi cũng cầm, trừ khi tấu tấu á đó. Trừ khi tấu tấu là tôi nói ta cầm cái khác thôi, còn lại lúc livestream là tôi cầm đồ hết á. Đầm nè, cái đầm này vải nhẹ mềm mại lắm chị.
dâm đen còn mà giờ chưa biết nó nằm ở đâu luôn. Áo này nè, 65 đến 100 kg, con này đã lắm mấy chị. Cam 60 ngàn áo thun thái. Cam 60 áo thun thái. Chốt giùm em là thun thái Versace nha. Thun thái Versace. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị. Con này là con lá cờ Mỹ. Con này là lá cờ Mỹ nha mấy chị. Mấy con này mấy chị mặc mê lắm. Lá cờ Mỹ. Con này là mã Chanel đẹp nè. Con này là mã Chanel. Xét ngọc trai. À, xét ngọc trai không còn một xét nào hết đó chị. Xét ngọc trai em không còn. À đây 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 còn xét nè. Lấy lên nội gấu xét ngọc trai em. Đó, sao bên đó. Có được cái đó đầm hay không? Đấy, chưa kìa. Gửi gì bà nội Trần Huyền? Đó là gì vậy? Thấy đi lên lò hả? Chưa chưa. Ủa má, cái này bị chậm tiêu lắm nha. Tôi nói chiều nay mặc chi áo đỏ xuống ha. Xong rồi xịt dầu thơm ha. Ha, giống như thằng điên ha. Nè chị Huyền coi giùm nè. Lấy cho nội gấu, chốt cho nội gấu 260. Đây nè chị Huyền coi giùm em nè, set này size L nè, con này cưng lấy lắm. Nội gấu. Con này rất là cưng nha chế nha. Trời ơi chốt được set cho chế liền luôn nè. Đây, đây. Quần này là quần dài, quần này là quần chính tóc nè. Có ngay bé lùng không? Rồi một set này 240 cho chị Huyền. Huyền Đà Nẵng. 240 là Huyền Nguyễn Đà Nẵng là 032 là. Rồi lên tiếp nè chị Huyền ơi. Đây là set cổ vest dễ thương lắm chị Huyền ơi. Ủa bà cười gì bà Huyền? Ủa đâu có xét ngọc trai đâu mà. À đâu có đâu. Ê nội gấu hết rồi nội gấu ơi. Xét ngọc trai 70kg hết rồi nãy xét caro lộn. Đây là mấy chị. Cái này là xét vest luôn nè Huyền Đà Nẵng. Dưới 70kg của Huyền Đà Nẵng nè. Ủa cái xét này là quần chính tắc luôn chị ơi. Con này là quần chính tắc chứ không phải là quần ngắn nha chị nha. Bộ này là cũng 240 ngàn. Bộ này là chính tắc rồi nha mấy chị. Đây. Bộ này là rồi chốt cho Huyền Đà Nẵng luôn nè, 240 của Huyền Đà Nẵng. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị một cái bộ 240 luôn. Người ta gọi đây là bộ caro tay con nha mấy chị nha. Bộ caro tay con. Bộ này là hơi bị xinh xắn. Bộ này vừa xinh mà vừa trắng mà vừa dễ thương. Vừa xinh vừa trắng vừa dễ thương là bộ này. À, bộ này 240 ngàn. Vừa xinh vừa trắng mà vừa dễ thương. Rồi chốt cho Trần Huyền, chốt cho Huyền luôn Đà Nẵng, Huyền Nguyễn Đà Nẵng. Mới còn không? Quá hay vậy? Còn không? Hết rồi. Rồi chốt cho Huyền Nguyễn Đà Nẵng, ba bộ của Huyền Nguyễn Đà Nẵng hết đó nha. Cái này như tiền. Ở Huyền Nguyễn Đà Nẵng không vậy? Huyền Nguyễn Đà Nẵng 240 luôn. Rồi chị Huyền chốt 240 luôn. Cái xếp bộ nào mà 340 hầu giờ vậy? 240 luôn. Bán một cái bay của một người như chó dính cái dắt vậy. Lúc đại sao lúc tâm bệnh trong bụng mà chửi ra biết đó. Thấy giờ bán được gì chưa vậy? Lâu bụng áo đỏ cho nên tôi... rồi bây giờ lên nha mấy chị một con mẫu quần tây nha. Biết mẫu này bà Huyền vừa không? Chốt cho bà Huyền cái kiếm tô phở coi. Ủa tự nhiên cái bà Huyền he 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 xong có ai comment gì nữa không vậy? Hay nó bị đứng máy rồi? Ê mấy chị chấm chấm mút mút lên giùm em cái. À bỏ bộ đen ra, bỏ bộ đen vest ra. Chị lấy thêm bộ chính tắc nữa đúng không? Rồi xuống kiếm bộ chính tắc nữa đi. À chế không thích màu đen. Đúng rồi. Rồi xuống bỏ bộ vest baby. Kiếm bộ chính tắc nữa. Bộ này là bộ chính tắc. Chị lấy bộ màu bò. Lấy bộ này đi. Bộ màu bò size L. Rồi xuống bỏ cái bộ nó vô cho đúng bao nha. Bộ vest là lùng. Nhớ bỏ đâu không? Nên cái bao trên cùng hay sao kiểm tra kỹ nha. Chứ không có chụp đồ ra cái vô cái đúng size cái bán cái thấy mẹ luôn. Nè thôi chị lấy bộ này đi chị Hiền. Kiếm cái bộ LV chính tắc ở trong đó đi. Còn một cái bao LV chính tắc đâu. Đâu không. Cái bao LV chính tắc rồi bữa bỏ chỗ này nè. Lấy một bộ caro size L của cha Trần Huyền nữa. Bộ caro mà size L với lùng mới lấy ra đó. Lấy thêm bộ L nữa. Rồi bộ bò này nè chị Đà Nẵng. Huyền Nguyễn Đà Nẵng lấy bộ bò không? Bộ bò vải đẹp lắm. Bộ bò này vải đẹp mê say luôn. Bộ bò này cũng 4 size dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg.
sống này em nghĩ á mấy chị, xong cái quần tây này nữa là em nghĩ. Rồi chị nào chốt bộ bò chốt lên giùm em bộ bò nha, bộ bò áo bao huyền bò, áo thun còn 600 cái áo thun trên lầu luôn mấy chị, thiệt luôn. Rồi lên cái quần tây này nữa, quần tây này 180. Và bộ này của Trần Huyền thành phố nè. Trần Huyền. Đây lấy bộ caro nè, đúng không? LV là cái gì bà nội? Hồi nãy tôi lên cái gì LV à? Bộ caro này cho Trần Huyền thành phố nè. Để em coi thử Trần Huyền nào anh. Rồi Trần Huyền thành phố 240. Rồi bộ LV nào? LV sau lưng, LV đùi hả? Rồi lên quần tây cho mấy chị nha. Quần tây này khoảng cỡ size thì khoảng cỡ không? Sao này Huyền vừa nè. Bộ bà dưới 100kg của Trần Hạnh. Để mắt tư lấy. Thôi để ba vô lấy. Trần Hạnh Bình Định. Dạ để cho em Nguyễn trai chị Nguyễn chứ anh coi là cái nào. Bộ bà này nè. Xếp bỏ lên. Lấy một cái tay bay cho Trần Hạnh Bình Định. Bộ bà này vải đẹp lắm. Với lại sang. Con này là size từ khoảng cỡ 67kg đến 85kg con này nè. Chốt giùm em con mã dài, mã dài 180. LV hả? Rồi, LV là. Rồi, chốt cái mã LV. Không, mã LV này quần váy. Còn một bao LV nữa, áo. Ba đẹp không em? Rồi, anh muốn nhiều ít anh mua em đi đây. Rồi, bộ này của Trần Huyền thành phố 220 luôn nè. Em còn một bộ LV nữa mà bộ này là 240. Bộ hồi nãy là 220 đúng không? Còn LV này là 240. LV rút bụng, quần váy. Cái kia là quần đùi. Vậy là bữa nay Trần Hạnh phải chín mấy ký rồi đó. Chứ bộ đồ may lúc nào cũng rộng. Bộ này là quần váy nè mấy chị. Bộ này 240. Chốt giùm em LV quần váy 240. Đó không Bi? Đó nó đó, nó đó đúng rồi. Lấy size L. Còn size L trọng hả em? Nè bộ đây xuống kêu chị Bi chốt dưới nè. Có co giãn Huyền. Có co giãn. Cho chị Nguyễn Chí Anh coi lại cái đầm đúng không? Ok. Cho em cái đầm size L. Hai trăm hai là bộ LV của bà nội mới chốt đó. 220 là bộ LV sau lưng nè. Còn bộ caro hồi nãy là bộ caro 240. Rồi bà kêu cái bộ LV nữa. Bà kéo lên đi. Rồi ngày mai bà không đúng cái bà la làng la xóm tôi quất bà liền lên trụ điện liền. Hang. Đầm ngọc trai chị Nguyễn Chí Anh lấy một cái đi chị. Để dành có đi ăn tiệc. Ông em nói thiệt luôn á. Ha. Để dành đi ăn tiệc mê lắm chị. Mê. Mê ly lắm, phơm xè mà đẹp dễ sợ mấy chị. Phơm xè mà em nói mấy chị là đẹp dễ sợ luôn. Bất cả hàng này đều đính bằng máy á. Vậy hết rồi hả? Hết rồi thôi. Áo thun trắng đen. Trần Quyền nói gì vậy? Ôi bà này bà cũng ngựa rừng lắm. Xả cái bộ 220 trên cùng ra. Chốt chi rượng rượng, chốt chi eo vì bà nội. Quỷ à làm mất tô phở à. Chị lấy cái con Chanel này nè chị Kim Thị Phượng. Em có để cái em mặc nè. Con Chanel này đẹp lắm. Lấy áo này đi. Bỏ bộ anh Phước lấy 3X mà. Lấy con Chanel này đi chị Kim Thị Phượng. Con này mặc với quần. Nè rồi 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 đỡ lỡ trớn rồi lên cái quần rin cho bà Kim Thị Phượng lấy luôn nha. Quần rin 2 cái 150, 250 ngàn. Nãy giờ quên rồi cho này chốt cái này Kim Thị Phượng. Lấy cái này Kim Thị Phượng nè. Lấy đầm của Ngân Nguyễn Phan L. 160 ngàn Kim Thị Phượng. Đây. Quy du Ngân Nguyễn Phan L đây nè cái này nè. Nè xếp cái này lại. Nè Ngân Nguyễn Hóc Môn nè. Cái đó của Kim Thị Phượng 160 Kim Thị Phượng đó. Rồi cái này của Ngân Nguyễn Hóc Môn có bill nè. Ngân Nguyễn Hóc Môn Quy du. Rồi Ngân Nguyễn Hóc Môn ông nội. 300 đúng không? 300 nè em lên cái quần này là mấy chị buộc lòng phải chốt luôn á.
lấy đầm xấy lên L 300 của Nguyễn Chí Anh luôn. Em nói thiệt nha, cái quần này em đưa lên là mấy chị chốt mê luôn. Nguyễn Chí Anh xích L Trang Huyền. Anh Tư ơi, Trang Huyền đó, Trang Huyền ngay cái cùi chỏ anh luôn. Trang Huyền 108. Nguyễn Chí Anh sao lông kìa. Nguyễn Chí Anh nè. Rồi bé đem xuống lên giường ngủ đi. 300 rồi, rồi, ủa cái này sao 3X dục cho Trần Hạnh Bình Định đâu nãy giờ. Trần Hạnh 240 anh ghi đi, Trần Hạnh Bình Định 240. Trời ơi, đúng rồi. Rồi quần này là em có size dưới 80 và dưới 90 ha, từ 67kg đến 80 và 80 đến 90. Quần này nè, em nói mấy chị quần này sướng lắm, hàng Quảng Châu luôn ha. Mấy chị có cái độ dẻo của nó nè. Đây, cứ một cặp là gồm có màu xanh đen, gồm có màu xanh đậm và màu xanh đen. Cứ một cặp nó là hai cái mấy chị ha. Em có size 34 và 36. Cứ một cặp là hai cái 250, còn một cái là 130. Rồi chốt giùm em quần này đi mấy chị. Cái quần này nè, chị Kim Thị Vượng mặc với cái form áo gió quần hồi nãy đó. Em nói chị mê ly luôn. Chốt một cái cũng được 130 ngàn, hai cái 250. Rồi chốt quần này xong nghỉ nha. Rồi con đi ngủ đi con, đi đây. Đi đây. Đi ngủ mai đi học ơi. Hai quần một màu đen nha. Ơi cái này là nè, em nói chị nghe nè, một cái đen một cái xanh đen, mắc gì đi lấy hai cái đen chị. Thanh Thúy Lê, mắc gì? Đầm ngọc trai có size em nha, Nguyễn Phượng quận 12. Lấy cho Nguyễn Phượng quận 12 cái đầm 300 size 2X đi. Trời ơi, hai cái này nó đều là đen với xanh đen hết đó chị. Nó đâu phải màu nổi đâu chị. Lấy mặt dày nè, ai đi mặc hai cái một đen. Rồi Thanh Thúy Lê 250 nè. Rồi sáng mai rảnh em kêu thằng Thông lên giao hán đó chị. Rồi Nguyễn Phượng quận 12. Để mai anh giao cho. Nữa bé hai hồng gái bay lên tụ điện rồi, nó kêu ép còn la. Đó đó đó, thiếu gì vậy? Trời ơi thiếu. Ai nói nghe nè, mai tao giao hàng nha mày nha. Chứ giờ thiếu cái sơ mi đó, từ từ tính sau cho nó dập chưa có kịp nha. Rồi từ từ có sơ mi về tao tao gửi tao free ship cũng được. Ngang phụ. Để bữa nào rồi sơ mi về tao đăng lại lần nữa, mày vô mày comment giùm tao nha. Đầm này 300 size 2 của Phượng, mai gửi bill Phượng luôn anh. Rồi mai gửi bill chị Châu Lưu luôn anh. Trời ơi hôm nay đầm về đẹp lắm chị Châu Lưu, xếp cũng đẹp nữa chị Châu Lưu. Rồi lên hai cái quần của Kim Thị Vượng nè. Hai quần hai màu của Kim Thị Vượng. Rồi mai anh ta đứng giao cho. Rồi Kim Thị Vượng hai quần hai màu nè. Kim Thị Vượng hai quần hai màu 250 nè. Nó tự giao cũng được không? Ừ ok. 250. Yêu nghiệt. Ê đồ. Ê ở đây tưởng đâu hết rồi cho ai. Nguyễn Huyền không phải, Nguyễn Huyền không ấy là tại vì gửi sợ em nhập viện á chị, áo em mặc hết lâu rồi yếm tù. Em sợ nhập viện á mấy chị, sợ mai đi khám, em sợ vậy đó. Rồi ở nhà mai giải quyết bill từ nghiệp em. Từ giờ mới lấy nha. Trời ơi. Biết mà anh Tư hối chưa đặt bill anh Tư. Rồi hai quần nè. Ủa Nguyễn Huyền 250, Nguyễn Huyền ngay cùi chỏ anh luôn cái gì. Huyền Nguyễn, cái gì thành phố đó. Huyền gì thành Trần phố Huyền hả? Trần Huyền thành phố. Rồi hai cái 250 của Trần Huyền thành phố. Mai giao bill Trần Huyền có tiền. Quận 8. Thôi để bill chị Châu Lưu lại. Để họ coi hỏi tôi áo ngọc trai có chưa. Rồi áo ngọc trai bữa giờ. Rồi xong chưa mấy chị? Xong chưa? Mình chia tay nhau từ đó. Hôm nay set giờ đẹp lắm nè chị Châu Lưu. Chị Châu Lưu mua giùm em set này nữa. Rồi em nghĩ là chị Châu Lưu ơi, mua giùm em cái xiết ngọc trai với cái đầm ngọc trai, mua giùm em một món nữa em đi nghỉ đi mấy chị ha. À, đây nè mấy chị, một đầm. Trời ơi người ta một quần màu xanh ông đọc sao một đầm vậy, trời quá không thôi rượu rượu
nhìn nó ra cái màu luôn á trời. Rồi đây của Nguyễn Chí Anh nè, nhiêu 130.000 Nguyễn Chí Anh. Chưa thấy anh Tư lần nào kia biết. Biết sao không? Sao nói nghe đầu đuôi sao kể khúc giữa nghe. Tết này à, Tết này chị Châu Lưu mặc lên cái vải mê lắm rồi. Châu Lưu 260 nè. Rồi bộ thể thao đỏ ngày hôm nay. Cái bộ này đẹp lắm chị, vải mê lắm. Bộ này vải mê, mê ly luôn. Này sai gì? Châu Lưu này. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, để nó đi chừng nào có áo. Nào có áo học ca giao luôn đó giờ. Giờ đợi không biết chừng nào có nữa đây nè. Ờ thôi mai gửi đi anh. Mai gửi chị Châu Lưu đi. Tại em sợ ngày mai từ từ áo học ca về em giải quyết xong mấy chị. Tại mai em sợ em nhập viện cái chết luôn á mấy chị. Cứ ở nhà em không ai giải quyết hàng hóa giùm em luôn. Mai gửi hết bớt hàng anh ơi. Còn chị có để những cái bill nào mà còn lại một cái á. Rồi hai cái này của Helen Thảo nè. Helen Thảo, này cái hàng gửi đúng không? Đây. Anh Tư có kẻ sân bay cười khạc khạc, trời ơi, yêu nghiệt thiệt chứ. Tôi không nghĩ đến bà bị bệnh vậy luôn, thiệt. À, còn Đàm Ngọc Trai mấy chị có muốn coi không? Em còn Đầm Ngọc Trai mấy chị muốn coi thì em cho mấy chị coi ha. Rồi áo Thái, có ai lấy áo Thái nữa không? Không lấy áo Thái em xếp lại luôn nha. Chị Kim thì Phượng nói tội nghiệp lắm. Ngày mai em đi á, còn về hay không hay là tại vì hồi nãy em có nói chuyện với bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng nói bây giờ phải lên làm lại tất cả cái mọi thứ làm bát rồi luôn á chị. Nếu mà nặng nặng á mấy chị thì chỉ nhiêu ký vậy? Nếu mà nặng nặng thì nguy cơ là có thể em cắt bỏ cổ tử cung luôn á chị. Nãy bác có nói cái tình trạng em. Cho nên là áo Thái 160 nhung. Mai gửi hàng chị Phượng Dương luôn. 76 ký. Nhưng mà thôi cứ 76 ký thôi, cứ phát. Mình cứ phó thác cho trời Phật anh mấy chị. Trời thương thì còn sinh còn đẻ được. Còn trời không thương thì nuôi bé lùn dương tí cũng được, không sao mấy chị ha. Rồi hai cái. Bà chị đó sao tội nghiệp dữ rồi trời. Bà không có biết có comment ở trên bài á chị Thi. Rồi hai cái của chị, hai cái của chị gì đó nè, 250 đó. Đưa 36, mặc 36 đi đừng mặc 34, nghe con đi má. À mà mặc 35 hả? Mặc 35 là mặc tôi thôi, mặc tay lớn đi. 34 35, thôi mặc 36 đi. Đây đâu phải quần rin đâu. Anh Tư thấy cái áo khoác lên kia. Coi lột xuống mấy cái bill đồ nha. Rồi nghỉ nha mấy chị nha. Cho nên ngày mai em xin phép mấy chị là cho em gửi bill bóp đi nha. Còn nếu mà bác sĩ kêu về để họ lo mấy cái kia lặt vặt á thì em về em lo. Xong rồi lặt vặt xong rồi em định ngày em nhập viện. Có gì thời gian này á ha. Cho em xem ha. Rồi nếu mà thời gian này á. Thôi bây giờ mình chỉ trông gì nè. Em bị nhân sơ bullet mà đường cao 2 năm nay cái nó thành ra nó làm nó biến chứng á chị. Nó biến chứng á chị My. Áo eo vì nè. Nói chung bây giờ không trông gì mấy chị. Trông là lên xin bát với lại xin thuyết là bị u lành. Nói chung là lành là được rồi chứ bây giờ đừng nói chữ tội không tội hết trơn. Tại còn nhiều chuyện chưa làm. Mấy con này con nào cũng đẹp hết á chứ. Mấy con này nè. Cho nên là khi mà em nghỉ á, thì có con bé ngon á, nó cũng thương em. Với lại bé lùng á. Tại hàng ngày hàng xưởng nó vẫn về rồi. Tất cả mọi giá thì em sẽ chốt giá cho nó hết. Đó cho nên là mấy chị lưu ý giùm em ha. Mấy chị thương em thì hàng ngày vô mua. Mua hàng phụ bé lùng. Vô coi phụ bé lùng để giống như là cho cái fanpage em nó tương tác á mấy chị. Chứ không có phải là vì cái lợi nhuận. Thứ nhất là mua cho có tiền nhà em hàng ngày đi chợ. Thứ hai là mấy chị có đồ mặc, mấy chị không có đi shop khác ngồi. Cái thứ ba là cho cái fanpage em nó tương tác được. Chứ hẹn tới hẹn lui coi như một năm rưỡi này không mổ được.
gần 2 năm luôn mấy chị, cho nên bây giờ phải lên làm lại hết rồi. Sợ nhất là cái bơm nước cổ tử cung ha. Bơm nước cổ tử cung trời ơi, ra một cái cấp cứu luôn. Dạ gửi đơn hết nha, còn hơi lên thảo nợ gì thì báo. Giờ chưa có quần đó kiếm chưa được thì cứ báo trừ đi, từ từ tập về ta giải quyết hết cho. Để qua ngày mai xem mọi chuyện nó làm sao, cái là nghe ha mấy chị ha. Rồi mấy chị cho em gửi bill bớt nha. Còn bill nào mà còn khoảng cỡ một cái thì còn lại có thể giữ ở nhà em cũng được nha. Chị mới mổ tim mà. Thông vợ chồng Thông nó mới về, nó nói trời ơi chị My hả, chị mới sắm cái nhà như cái biệt thự vậy. Tôi kêu chị làm ăn được lắm, với lại chị đạo đức lắm, chị hay làm từ thiện lắm, mà làm việc quá trời, làm mà buổi tối không ngủ không ngơi luôn. Nhớ đổi quần của Helen Thảo hả? Rồi để bây giờ lại kia kiếm luôn cho. Cảm ơn Mỹ Duyên nè nha. Có nghĩa là nếu mà xong, để ngày mai xong tình trạng như thế nào đó thì em cũng mong cho lành. Tại vì em có xin thuyết cách đây một năm 10 tháng rồi chị Thảo. Thì cái thời kỳ này em nghĩ thì buổi trưa có một con bé, con bé bạn em hồi xưa nó cũng bán biết sai mà nó nghỉ rồi. Lấy hai cái chợ chân ở đây nè. Đây, cái ở chân là cái chữ nhỏ chị. Cái ở chân là cái chữ nhỏ nha. Em còn nhiều mẫu lắm. Chữ nhân ở chân là chữ nhỏ. Em có một con trắng này nè. Ủa sao chị Hai Mi Nguyễn không lấy con trắng này ta? Em có con trắng nè. Mà sợ chị, cũng sợ. Biết là mổ xẻ ra vậy nhưng mình sợ. Cái con trắng đẹp quá trời mấy chị. Con trắng số 8 vải đã. Mấy con này mặc quần đùi phơm giấu quần đã đời. Đó y vậy á. Y vậy mấy chị. 160 áo thái. Rồi. Thôi lỡ rồi mấy chị, lỡ rồi cho lên hai cái con. Cái này cột lại quăng góc trong tổ quần riêng luôn nha. À, bé bây ơi, ở trong cái góc kia kìa. Em kiếm còn một cái cục quần chín tấc mà cấp thiêu bên này nè bây giờ. Lấy ra đây, lấy trắng của Võ Thanh Thảo 160 nè. Võ Thanh Thảo 160. Áo này là size từ 65 đến 100 kg. Nè còn hai cái con áo khoác 620.000. Chị nào 100 kg vừa nha. Còn hai cái con này đều là 620.000 hết á. Đều là size lớn nha mấy chị. 620.000 size lớn. Đó. Con này là chị nào 90kg nè, chữ nhỏ của Cẩm Nhung nè. Chữ nhỏ của Cẩm Nhung. Rồi 160 của Cẩm Nhung inbox địa chỉ số điện thoại Cẩm Nhung ơi. Cẩm Nhung thích chữ nhỏ hả? Chứ không có cái chữ nhỏ nữa. Về đi. Chị đây nè. Đây nè, quần rin đây nè. Cái góc sau lưng con mannequin nè, em đi đâu dữ vậy? Đây. Con này dưới 90kg, trời ơi, cái con khót này đẹp quá mấy chị. Cái con khót này mà em nói mấy chị không sang cũng thành sang nè ha. Cho một cái đen nữa mà không lấy chữ to. Rồi chữ nhỏ thì nó sẽ bị trùng. Thôi em lấy cờ Mỹ đi. Em lấy cờ Mỹ đi Nhung. Nha. Em lấy cờ Mỹ được không Nhung? Nè cờ Mỹ. Em lấy chữ cờ Mỹ chữ nhỏ được không? Thế chị Yên hết rồi. Rồi inbox cho Yên xin địa chỉ số điện thoại đi Nhung. Địa chỉ số điện thoại luôn Nhung ơi. Chứ bên chị Yên khách cũ. Bên chị Yên không có lời thì gọi điện chút hàng. À khách cũ thôi khỏi nói nữa nha. Rồi Cẩm Nhung. Chứ bây giờ chị Yên hết chữ nhỏ rồi. 86 luôn. Con này 620. Áo thái đen chữ nhỏ của Nguyên Phạm quận 12 nè anh Tư. Nguyên Phạm quận 12 160. Nè chị Nguyên Phạm chị biết nè. Coi như một năm mấy gần 2 năm nay là coi như lúc nào cũng kêu mổ trong tình trạng là chị có chết thôi. Rồi ơi, em nói với chị đau lắm. Một lần có kinh đau trước phải 2 tháng. Đau bụng với cái lưng muốn chết luôn. Mà ác nổi cứ bắt đầu mà ví dụ gia đình có chuyện gì nó thiếu nha mấy chị. Gia đình có chuyện gì một cái á ha. Là coi như là đi nhập viện không á. Cờ Mỹ của Ngọc My Nguyễn nè. Ngọc My Nguyễn để vô ông Bill lại anh ơi. Ngọc My Nguyễn là bắp cờ Mỹ 160 nè. Rồi Uni Trang cho em hai quần 36. Ok gái. 36 hai màu nha gái. Từ từ để chọn nha, chứ không nó trùng cái thấy mẹ luôn. Nhiều lúc mà già cả mắt mũi lẻm kém. Anh à. Gì?
đó thầy quay. Hả? Còn con Nguyễn ở trong đó đó, ở trong gần đó luôn á. Là sao vậy? Chó phát ra đây, coi lại đây. Trong đó một con Nguyễn. Trang lấy cái gì nè? Đây chị ở đây. Ủa Du Mi Trang lấy cái gì mà cho địa chỉ số điện thoại Du Mi Trang? Cho em hai quần size 36 à? Đây đây đang kiểm tra. Em đi biết anh bóc không? Biết rồi. Để vô anh bóc đi. Vậy cũng xè tay lấy nữa. Hỏi túi anh này cũng xè tay lấy nữa. Rồi có ai rồi lấy điện thoại nè. Điện thoại nào cũng được hết đó. Được nè. Mất rồi, đang kiểm tra hai cái quần gì đâu rồi. Rồi hai cái quần này của ai vậy? Uni Trang hai quần 250. Quần này chị Trang mặc sướng lắm. Nó không có dây kéo ha. Trời ơi chị An, ở đâu vậy bà nội? Có cái đầm ngọc trai về đẹp mê say luôn. Có cái đầm ngọc trai về đẹp mê say luôn mà Bình An. Nè hai quần này nè của Uni Trang nè anh. Uni Trang. Anh. Hai quần này à. Đâu chị Kelly Nguyễn vô chưa? Hai quần 250 đúng không? Đâu hết. Đâu phải quần này lại mấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai quần 250. Ủa anh tưởng đâu quần sọt hả? Sọt có quần gì? Quần dài. Nè còn một con áo khoác size dưới 100kg nè. Chị nào 88 đến 100kg lấy cái con áo khoác này 620.000 nha. Con này là 620.000. Con này size tới 100kg nè. Anh Tư, chơi giùm em cái con áo khoác 620 lên hết nè. Còn cái cuối cùng á. Em hai cái này nè anh Tư đủ móc không? Ở dưới đất có cái móc nè. Em hai con áo khoác này nè. Của Uni Trang đúng rồi. Mày tra sẵn ở trên này rồi mày. Bà nhắn tin nha. Chị này chị chúng theo dõi em dữ lắm rồi nè. Tình nghẹn quá à. Không. Không có comment trong bài mà cứ ra nhắn tin nè. Đó, đâu, 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 đầm, đầu, 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 đỡ tôi lên đầm. Anh ơi. Ờ, trời ơi, con cái xếp này còn 2 xếp ác thôi. Không còn 2 xếp sắp dưới đây luôn đi. Anh lấy cái địa chỉ của nó, anh đưa qua. Thấy không, baby? Rồi, để nó xin lại. Đó, là biết nhắn tin rồi kìa. Đụng ba, hộp lệ. Con này nhắn, con cái hình nền thử nó dúng không nha em. Mày để ý nha. Anh cho cái đầm ngọc trai lên cái đầm ngọc trai nữa. Chửi cũng dữ lắm chạy đâu, má tới khi chửi họ nó muốn đốt nhà em luôn. Đây chị ơi, lên cái đầm ngọc trai nữa rồi nghỉ nha. Đây mấy chị, sáng mai cho em gửi bill nha mấy chị nha. Đây, trời ơi con này có size 100kg của bà Bình An mà vải đẹp mê say luôn. Trời ơi có cái chị Thương Nguyễn kìa. Má cái chị Thương Nguyễn chị kêu kiếm đầm mà giờ bả đi đâu mất tiêu rồi. Anh là Thương Nguyễn hồi trưa nay có bill á. Xếp đen ngọc trai. Xếp đen ngọc trai bây giờ em chỉ còn đúng một set dưới 80-82kg và một set dưới 90-92kg. Chị Liêu Thu. Còn đúng hai set đó thôi. Sạch sẽ. Đầm ngọc trai size XL của chị Ngọc My Nguyễn có thử con không? À? Ở dưới cùng á. XL hả? Ừ. Trời ơi nói thiệt nha. Chứ có một đợt em làm diện 7 ngày. Trời ơi thèm lắm nhưng mà chị thèm live stream. Thèm lên được nói trời ơi má làm như là kéo da kéo da non. Rồi lấy cái đầm mẫu trên kia đi.
lấy cái đầm mới được, lấy cái xếp nha đi. Đẹp lắm chị Bình An đây nè, chị coi cái áo với cái tay mà có quan trọng cái vải nhà em nó mê lắm đó. Đây nè mấy chị đó, cảm ơn chị Nguyễn Chí Anh, cũng mong vậy chứ còn nhiều chuyện chưa làm được. Bao nhiêu thời gian mình thất bại là 14 năm rồi ha. Quần sọt 80 kg mặc vừa chị, 85 87 kg cũng vừa. Vô mới trang mới vô bóc cho chị rồi đó. Nè, cái này của Ngọc My, của chị Ngọc My Nguyễn Ngọc Bắp nè. 300. Ủa, hồi nãy con có xếp ngọc trai có trọng không Bi? Đúng rồi, chính là chị định để mặc lấy. Đây nè chị, quần sọt đó chị họ 85kg chị mặc thoải mái luôn á. Du My Trang vải coi nè, xếp này là xếp chính tất là mấy chị biết rồi đúng không? Trời ơi, cái xếp ngọc trai với cái đồng ngọc trai hôm nay em bán quá trời luôn nè mấy chị, bán mê luôn á. Cái tay cũng dễ thương nè, cái vải mê lắm mấy chị. Còn sau một xếp dưới 80-82kg và còn một và hai xếp dưới 90-92kg ha. À, rồi lấy gì thì lấy nha mấy chị nha. Đây, cái này chị Nam Phương ok nè. Cái đầm xay trong ký đầm nào? Đó, đầm đó 300. 3X. 3X thì Bình An. Đồng Nai. Bình An, Đồng Nai nhìn cái bản. Giờ em nói nè, ngày mai bill chị Bình An, Đồng Nai gửi đi. Còn cái set vest về thiếu thì gửi sau á. Tại vì em sợ là ngày mai em nhập viện á nha anh chị Bình An, thương em. Thông cảm giùm em cái nha. Bình An 100kg á. Đúng rồi. Bình An Đồng Nai. Đâu, Bình An Đồng Nai có gì rồi? Đúng rồi. Có 3 món rồi, đã giờ thêm cái đầm vô nữa. Rồi mai gửi bill Bình An Đồng Nai đi. Còn thiếu cái món gì nữa em sẽ về em gửi sau cho mấy chị free ship. Còn nếu mà lỡ em nhập viện thì có bé Lùng với lại một cái bé mà bạn em. Bé nó dễ thương lắm, nó nói Yên ơi, em cứ đi chạy chữa đi rồi chữa bệnh đi rồi về chị em ủng hộ rồi em phụ like cho. Đó thì mấy chị cũng thương. Cái gì như vải đó, chắc đó thì mấy chị biết size bên em đó rồi đúng không? Là ngọc trai size L của chị Nguyên Phạm nè. Đầm này đẹp, vải mê lắm, để em lấy cái này cho. 300 Nguyên Phạm 12. 300 của chị Nguyên Phạm 12, 300. Đây. Ngọc trai 300 ngàn chị Bích Nguyễn. Mà bữa nay em sẽ đánh, em gửi mẫu cho xưởng em toàn là những cái mẫu đều là dùng từ sao ta? Những cái mẫu đều là đẹp hết. Em đang cho ra một cái mẫu đầm ngọc trai nữa nhưng mà ôm body. Cái mẫu gì ta? Mẫu ôm body nhưng mà ở giữa đây nè. Em cho đứng ngọc trai hết cái dòng bụng luôn. Ha. Cái đầm này về đi tiệc là hơi bị xinh luôn á An. Ha, đầm này đi tiệc là hơi bị xinh luôn á. Đang lên mấy mẫu đầm đẹp lắm. Rồi. Rồi rồi phải cái chữ Ken vô không? Phải cho có chữ Ken vô đó không? Ủa còn cục nào nữa mà em hết rồi hả? Hết rồi. Rồi kêu nhắn tin cho bé gì đó. Ê Lên Thảo đó, quần đó không có thử lấy cái hàng gì về trừ tiền lại đi. Rồi chào mấy chị nha. Chào mấy chị nè.